sáng các chị yêu nha. Rồi sáng hôm nay các chị ơi, mẫu đầu tiên em mặc đây là 1343 nha. Em này là một dáng đầm nhung xòe ha. Có cái tay phối lưới dễ thương lắm. Nhưng mà hôm nay em hết một size rồi. Về là chắc chắn là về 4 size. Hôm nay các chị thấy em báo cái mẫu nào mà ở hết size này hết size kia là do em bán hết, chứ không phải là đầm đó nó chỉ có size đó không nha cả nhà. Đó là tranh thủ mình đặt sớm trước khi mà em lễ hàng lễ size nha. Rồi đầu tiên sale giá tiền là 199.000 đồng luôn. Đây mẫu đầu tiên của em, xuất sắc luôn, chất nhung. Ai thích đầm nhung, em có đầm nhung cho mình đây, nhung trơn nè, em có nhung hoa nè, rồi em có nhung kim tuyến nữa nha, nhiều kiểu cho mấy chị lựa lắm. Quan trọng là các chị thích cái kiểu như thế nào. Ví dụ như chị thích đầm hoa to, chị thích đầm hoa nhỏ, rồi chị thích đầm trơn em nha, đầm ren, đầm ôm, đầm xòe, nói chung là thích cái gì mình cứ nói em, để em lên mẫu cho các chị xem ha. Tại em không biết ý của mỗi chị này gu này, chị kia gu nọ thì em không có thể nào mà biết hết được, cho nên là em sẽ mặc lần lượt cho các chị xem. Đó, ai muốn lên cái nào tiếp theo thì cứ nói cho em biết. Mẫu này thì sale có 199 à. Em chào chị Quốc Thịnh, chào chị Nguyễn Hồng, chào chị Tiết Nga nha, 199k. Tiếc là hôm nay hết size 65 rồi. Hôm nay em còn size ML với lại XL thôi. Đây 60kg độ về cho em, 60kg độ về cho em là vừa nha cả nhà. Cái tay này là nó có nhún thun nè, cái phần tay á, đó là nó có nhún thun cho mình ha. Thoải mái, co giãn, không có sợ chật luôn. Rồi chào chị Hiền Trần nha. Hoa to hả chị? Hoa to cỡ này được không nè? Nếu mà hoa to thì để em cầm cho chị coi vài cái, xong rồi chị lựa cái màu chị thích ha. Một là cái em hoa này, nền đen hoa cam đó. Còn cái này là váy màu cam xòe nè. Thì em thấy là mấy cái này là hoa to, dễ thương mà giá cũng rẻ lắm. Rồi hoa hồng đỏ này cũng to to một xíu nè. Đây mấy cái hoa to nha. Có cái mới về, có cái lễ size ha. Rồi cái này mới nè. Cái mẫu này mới về thì trên cổ áo á, em có may cái dây để cột. Ví dụ như cái chị cột một nấc hay là mình cột nơ cũng được luôn. Đây, em chào chị Sương Nguyễn nè, chào chị Hoàng Trinh nha. Đây, để em giới thiệu Sương Sương vài cái hoa to. Rồi các chị có thích cái hoa to nào thì em mặc nha. Hoa to cũng tương đối nhiều á. Rồi đây ha, em có cho mình là nền đen lá vàng, shop em ở quận 7, chị Sương Nguyễn ơi, địa chỉ em là ở quận 7 nha. Các chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh á, có thời gian rảnh mình có thể qua shop em coi thử đồ. Còn không á, ví dụ như thấy xa quá hoặc là mình không có thời gian đi, nói chung là các chị ở nhà mình đặt hàng thôi cũng được, em sẽ ship về tận nhà luôn nha. Cho em địa chỉ cụ thể, em ship về tận nhà, được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn ha, không có gì phải sợ cả. Rồi nền đen lá vàng nha các chị, đây là nền đen lá vàng một cái. Cái này gọi là bông nơ cổ đi ha, hoa cột dây trên cổ áo nè. Này cũng biết nói sao luôn ta. Cái nơ cổ đi mấy chị nha, hoa có nơ ở trên cổ áo. Đó. Rồi em này là hoa hồng đỏ nè, nền đen hoa hồng đỏ nha. Em này là váy cam xòe. Đó, còn cái em này là nền đen hoa cam. Rồi chị thích cái nào? Chị thích cái nào để em giới thiệu luôn. Đó là những cái hoa to mà em đang có hàng. Rồi còn em đang mặc thì có 199 nè. Mẫu em đang mặc 199k nha cả nhà ơi. Đẹp không? Này là nhung nha. Nhung mà có 199 thôi đó. Ngoài nhung này ra thì em còn có nhung hoa nữa. Nhung hoa, nhung trơn, nhung kim tuyến cũng có luôn. Đó, ôm xòe gì hôm nay rất là nhiều kiểu. Chị Thảo Ngọc chốt 1343 đầm của em. Nhung đen em mặc là 1343 nha. Chị lấy bông số 2. Bông số 2 cho em cái màu đi chị, cho em cái màu để em mặc lên cho chị coi. Tại giờ em cầm nhiều khi nó lộn xộn, em cũng không nhớ em cầm cái số mấy nữa. Đó, cho nên là chị cho em cái màu ha. Ví dụ như là chị coi cái hoa hồng đỏ là em sẽ biết em mặc cho mình coi luôn. Hoặc là cái nền đen lá vàng hay là cái đầm cam xòe này kia ha. Ghi cho em cái màu ra nha chị, để em biết nha. Rồi đầm này sale có 199 nè, có một màu thôi. Nhưng mà tay lưới á, em mặc nè, duy nhất một màu đen, không có màu khác nha cả nhà. Một màu đen em đang mặc trên người đây, 1343 kèm số điện thoại. Rồi lô mới này thì đa phần là em về đầm ngắn các chị nha, ngang ngang trên gối xíu là đợt mới. Còn những chị nào thích đầm dài thì em sẽ có những cái sản phẩm đang sale xả kho thì nó mới dài thôi. Hoa đỏ, rồi hoa đỏ. Cái hoa đỏ này đang sale có 169 đó chị, rẻ lắm. Mà cũng là hàng full size chứ không phải ít nha, phải một hai cái đâu. Đây, lên hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ đây là chất lụa, không có co giãn nhưng mà bù lại thì em có full size cho các chị luôn. Đây, hoa hồng đỏ. Rồi, em đang mặc đây là mã số 1340 các chị nha, hoa hồng đỏ nè.
9 hả mấy chị? Vô trên like của em và chị nào chia sẻ like rồi á, mình đặt trong lúc mà shop đang phát trực tiếp nè, xong rồi mình có chia sẻ rồi nha, là em chốt luôn 169. Còn cái chị mua like khác thì chưa chắc là giá này, tắt like thì nó cũng đã mắc hơn rồi, chỉ có trong like là sale thôi. Chào chị Thúy Nguyệt nha. Rồi em mặc đây là 1340 nè, mẫu của em ha. Chào chị Hải Yến nè, chào chị Nguyễn Hồng luôn. Đây 1340 hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ này mà có 169 nha chị ơi, chất lụa nha, đầm lụa mango luôn. Chị Sương Nguyễn chốt cái này ha, vậy ghi giúp em là 1340 kèm số điện thoại nha. Mình ghi cho em là 1340 kèm số điện thoại nha chị. Chia sẻ like chưa? Chia sẻ thì em mới chốt là 169 á. Còn mà chưa chia sẻ là cái giá này là 300 nha. Thì giờ chị khách chưa biết á, mình đợi em tắt like hoặc là mình không có chia sẻ là thành ra chốt cái giá nó cao hơn không hả? 169k là trong like của em nè. Đó, hoa hồng đỏ 1340, em sale 169 cho chị khách mua online và với điều kiện chia sẻ like của em. Có 3 lần hả? Đâu phải 30 lần đâu mà làm biến đúng không? Có 3 lần thôi, nhanh lắm, bấm vài giây cái là xong rồi. 3 lượt chia sẻ cho em là nguyên cái like này luôn, tính trên hết cái like này chỉ cần có 3 lượt thôi. Mình mua một cái cũng tính sale mà mua 10 cái cũng được nha. 169.000 đồng cho em, 1340 kèm số điện thoại. Rồi tiếp tục, mình muốn em lên cái nào nữa đây ha. Đợt mới này em có về sơ mi và ôm body nữa nha, cổ vét cũng có luôn. Chuyến mới này có về mấy cái cổ vét caro xinh lắm nè. Đây, mẫu mới của đợt này là có caro cổ vét nè. Đó, em mặc thì hoa hồng đỏ nha. 100, ủa sao mờ quá vậy ta? 169k nha cả nhà. Các chị xem lâu lâu nó có bị mờ không? Khi nào mờ hay bị gì nhớ là báo em nha. Ủa sao nó mờ thiệt vậy ta? Ủa, điện thoại này bị sao nữa rồi, chán dễ sợ luôn á. Đứng xíu coi coi nó có rõ lại không ta. À, rõ lại rồi nè. Lâu lâu nó bị giật cái nó mờ một cái. Đầm hoa nhí vàng sau lưng em. Rồi cái này sơ mi. Đây chuyến mới nè. Đây mấy chị coi mấy cái mẫu mới là nó ngắn ngắn vậy nè. Đợt mới nha, lô mới này em về được bao nhiêu mẫu rồi ta? Tại lai rai cứ có ngày về thêm cái thì có chắc 15-16 mẫu mới á. Là phong ngắn ngắn như vậy không hả? Dài cũng có nhưng mà ít lắm. Hơn chục cái đầm mới là ngắn luôn. Đây, cái này là phong ngắn chị nha. Em mặc là nó còn dài qua gối nè, bắp chân nè. Chứ còn cái sơ mi hoa nhí này là trên gối xíu nha. Rồi không thấy rõ hả chị? Em mới thấy cái nó giật cái nó mờ lại xíu xong cái nó rõ lại rồi phải không? Coi lại giúp em coi rõ chưa nha. Hình như rõ rồi á. Do biết wifi chắc mưa gió bão bùng quá nó bị yếu hay sao á. Rồi à, có đầm nhung cổ vét. Có chị. Nhung cổ vét em có màu đen. Nhưng mà hơi tiếc là em chỉ có còn size M thôi. Đây nè, nhung cổ vét em có màu đen nè chị. Nhưng mà em bán hết size lớn rồi. Hôm nay nó còn size nhỏ chị ơi, cỡ 55kg độ về được không? Chị bao nhiêu ký? Nếu mà chị 40-55 á thì được nha. Còn trên nữa thì rất tiếc là em không có. Nếu mà chị trên 55kg thì em sẽ có vét màu da nè. Rồi mấy cái vét caro mới. Hoặc là mới về cái vét màu cam này đẹp nè. Đây, em vét cam dáng dài tới bắp chân này là dài nhất luôn nha. Cái màu cam này là vét mới nhất của nhà em. Và cái nó cũng là cái dáng dài nhất luôn. Không có cái vét nào dài qua hết trơn á. Đó, để móc đằng sau chừng xíu ha. Giờ em sẽ qua cái sơ mi hoa nhí cho mấy chị xem. Đầm nhung hồi nãy hả chị? Có 199 nè. Cái nhung mà tay lưới á, em sale 199k thôi chị ơi. Mã của nó là 1343 nha. Nhung mà em mới mặc qua 1343, sale có 199k thôi. Nhưng mà nó còn có 3 size hả, 60kg độ về nha. Rồi sơ mi hoa nhí đi. Sơ mi hoa nhí bộ mới của em. Đây mấy chị thấy nè, chuyến mới này đa phần là em may thử đầm ngắn ha. Đây, cái nhung chị hỏi nè phải không? Nhung tay lưới này nè có 199 nè. Nhung tay lưới này là 199k cho em nha. Còn 3 size, cỡ 60kg độ về thì các chị cứ đặt cho em ha. Rồi bây giờ mẫu của em. Mẫu em đang mặc đây là 13. Không rõ dấu hả chị? Không rõ dấu hả? Ủa, không rõ dấu là sao ta? Rõ chưa các chị ơi, em xem bằng một cái điện thoại khác em thấy hồi nãy nó mờ nhưng mà bây giờ nó rõ lại rồi.
Điện thoại em thì em thấy nó rõ lại rồi á, không biết mấy chị xem nó có rõ lại chưa. Nay điện nay sống không chị, wifi nó làm sao á, lúc mờ lúc rõ. À, giá bao nhiêu, 50 ký hả chị, cái nào chị ha? Em mới mặc cái hoa hồng đỏ thì có 169 nè. À, đây hôm nay giá nó lộn xộn lắm, 99k cũng có nè, rồi 100, 200, 147, em mặc thì 259k đó. Nói chung giá nó sẽ dao động tầm 99 cho tới khoảng tầm là 300k đó, và tùy mẫu chị hỏi thì em sẽ báo giá nha. Đầm này là 1377, rồi full size 1377 mẫu mới nha cả nhà, sơ mi hoa nhí 259.000 đồng. Em này là có full size nha. Đẹp quá trời luôn. Đẹp quá trời như vậy luôn mà đang sale chỉ có 259.000 đồng thôi. Cái phần tay mấy chị xem nè, cái mẫu này nó có nhúng ở phần tay nè. Đó, vòng ở trên này và nhúng vòng dưới này luôn ha. 259k cho em nha. Hoa hồng đỏ, à hoa hồng đỏ là 169, đây 1340. Hoa hồng đỏ mã là 1340 chị Lavender ơi, sale 169.000 đồng chị nha. Full size, hoa hồng đỏ cũng full size. Hàng này là của chuyến trước, đây là sale rẻ hơn xíu. Còn em mặc là mẫu mới về nè, đây là cái form mấy chị thấy không? Em mặc mấy cái mà ngắn ngắn như vậy là mấy chị biết hàng mới nha. Hàng mới chuyến này nó ngắn ngắn vậy đó. Chị Kim Chi lấy 1377 của em, rồi sơ mi hoa nhí vải lụa 1377. Sơ mi này em may có một túi thôi nha, sale còn 100, à 259.000 đồng, 259k, size nào cũng có. Mẫu này em đang có sẵn full size, hàng mới đây là vẫn còn full size. Có mấy mẫu mới lẻ size nha, em này thì hên quá còn full size cho mình. 43 chị Sơn Vân, à đầm nhung, eo 85 hả chị, không vừa rồi, 60 kg mà eo 85 hả, chị đo giúp em cái phần eo nè, nhiều chị hay đo sai nha, đây các chị coi giúp em, ngang hai cái khuỷu tay nha các chị, đây nè, ngang hai cái khuỷu tay là em may eo ở đây nè mấy chị nha, tại vì có mấy chị khách em là hay đo bụng, thấy cái số đo vào bụng của mình là tròn nhất nên là các chị cứ đo ngang đúng đó là số đo bụng rồi, em chiết eo ở trên này lận nha, đo ngang đúng là phía dưới này là không 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 có đúng nha, mình đo giúp em trên đúng nha các chị, số đo eo là trên đúng, ngang hai cái khuỷu tay của mình đi qua nè, đó em chiết eo ở trên này lận nha, đo lại giúp em phần eo đi, tại vì 60 kg thì có thể vừa nhưng mà eo phải cỡ tầm 78-80 cho em thôi, nha eo 85 thì không vừa, chị đo lại cho em eo đi, nếu mà eo mình cỡ 78-80 thì được, còn 85 vẫn là 85 thì không có sai vừa chị nha, em hết rồi. Mẫu của em sale còn 259.77 cho chị Lê Thị Ba nè, 40 cho chị Lavender 65 kg nè. Rồi, chúc cho em số điện thoại nha. Các chị đặt hàng á, thứ nhất là mã số, thứ hai số điện thoại là hai cái quan trọng để bên em gọi tới tư vấn sản phẩm và mới chốt đơn nha. Với còn cái đừng quên nữa là chia sẻ like cho em. Rồi chị Sumi lấy 1377 sơ mi của em luôn. Bông hồng đỏ hả chị? Rồi đây. Bông hồng đỏ chụp lại giúp em nha, ví dụ mình thích có ảnh thì mình chụp lại cho em cũng được. Các chị đặt đặt hàng bằng cách là chia sẻ live stream nè, đặt mã số trên live giúp em, còn ví dụ như mình không biết đặt mã này kia thì chụp ảnh màn hình lại gửi qua shop kèm theo số điện thoại cũng chốt đơn nha. Đây hoa hồng đỏ nha, chụp lại giúp em nha, xong chưa, xong chưa nè. Rồi đầm đang mặc có mấy màu hả chị? Nó hai hoa khác nhau, kiểu nó cũng hơi hơi khác. Em may là hai cái sơ mi mới của đợt này nhưng mà nó không có giống nhau chị ơi. Cái của em á là nó hơi ngắn ở trên gối một chút xíu nha. Nè, cái hoa nhí của em á đó là nó sẽ trên gối một chút xíu, tay thì nó mang nhúng vòng đúng không, và một bên túi. Em còn một cái sơ mi nữa là cái này, em còn cái hoa này nữa, nó to hơn hoa của em chút, sơ mi hoa xanh nè, thì có đơm nút ở đây và vài cái nút đây tạo kiểu túi hai bên luôn, dài hơn em mặc chút xíu đó, kiểu này nó hơi khác được không. Cái tay nó không có phồng giống của em, tay này may tay tay bình thường thôi chứ không có phồng như em đang mặc, em mặc nó có xếp ly ở phía dưới nữa. Đây chị còn cái hoa xanh này nè, đây là hàng mới luôn nha, vừa ngang gối của em 299, đặc biệt em có một cái sơ mi sale chỉ có 99.000 đồng thôi, là cái sơ mi nâu này. Sơ mi nâu này em đang xả kho 99k nè. Chốt tương tác nha, chị nào không chia sẻ không không chốt nha. Đây 99.000 đồng. Sơ mi nâu này sale 99k nha cả nhà, nhưng mà lẻ size rồi, chỉ còn size lớn thôi. Chị nào 57 tới 65 thì em có. Đây, mẫu này 99.000 đồng đó mấy chị, mua trên like nha, 99k. Còn tại shop không có giá này đâu. 99.000 đồng trên like của em. Em chưa mặc chút xíu nè mấy bạn. Đợi.
Em đợi coi mấy chị chia sẻ cho em tới đâu rồi. Rồi bây giờ mẫu này xong cho em chỉnh mẫu ạ. 259.000 đồng. Giờ mình muốn em mặc cái nào nữa đây ha? Giờ muốn em thay cái nào tiếp theo nữa comment cho em đi. Đó, ví dụ như hoa nào, màu nào, đầm ôm, đầm xòe gì không? Mình có thích kiểu sao không? Chứ không thôi là em không biết là em mặc ngẫu nhiên á. Đầm này 259 nè. Để em coi coi sale nữa nha. 259k mẫu của em nha. Chị nào lấy cứ đặt hàng. À, hồi nãy có chị khách hỏi vest nhung đúng không? Rồi, vest nhung thì đây. Nhưng mà nó lẽ sai. Vest nhung thì em có nè. Nhưng mà nó khổ cái là nó lẽ sai. Nó chỉ còn size M thôi. Em lên cái vest nhung màu đen cho mấy chị coi thử nha. Hồi nãy có chị khách hỏi có vest nhung không, mà không biết là chị nhiêu ký. Vest nhung em chỉ còn size 55kg độ về thôi hà. Tại em về bữa giờ cũng lâu rồi, em bán hết trơn rồi. Nay nó còn size M thôi. Đây, vest nhung. Một em nhung màu đen may cổ vest cho cái chị nạc form xòe nha. Chất hơi bị mát luôn. Nhung nhà em là nhung lạnh, không có nóng đâu, mấy chị yên tâm. 1351. Nhung đen cổ vest của em mã số là 1351 nha các chị, còn size M, 55kg độ về cho em. Mặc dù size M nhưng mà 50 mặc cũng được, 52, 53 cũng được luôn, 55 cũng được luôn. Tại vì nó có co giãn á. Cho nên là các chị tính theo cái số ký ha. Dưới 55 cho em đi là vừa nè. Eo cỡ 75 đổ về nha, ok nha. Sale 100 mà nhiêu đây ta. Nên nó lẽ sai rồi. Rồi để em xíu. 1351 vest nhung đen size M rồi, 179 em xả luôn. 179k các chị nha. 1351 là vest nhung đen nè, size 179. Size cỡ tầm là 55kg độ về cho em luôn. Có một cái túi luôn ha. Đợt này là đa số em may đầm là một túi thôi hả. Em vest nhung này là cũng một túi nè. Bên này là cái nắp thôi, còn bên này mới là túi thiệt nha. Size 179k mẫu này luôn. 1351 nhung đen cổ vest chào chị Nguyễn Hương ạ. Không vừa chị ơi, cái này eo 80 là không vừa rồi. Ở cỡ tầm eo 74-75 thôi. Tại vì em hết size lớn rồi, em còn có size mở. 74-75 là em đã là cố gắng là co giãn lên rồi. Em cộng thêm là co giãn 5kg vô rồi, là cỡ 55 đổ về cho em thôi. Trên nữa là hết nha. 1351 kèm số điện thoại cho em. 179.000 đồng. Chị nào lấy lên đơn cho em luôn. Mã số là 1351179k nha. Rồi chị Viên Huỳnh chúc 1351. Đồng màu củ dền hả chị? Màu củ dền. À rồi, hoa nhí củ dền em chưa mặc. Đây, hoa nhí củ dền. Mẫu này xinh lắm nè. Hôm qua có chị khách qua trực tiếp shop mua này luôn. Chị nói là thấy trên live dễ thương quá. Mà chị khách mới chưa có mua bao giờ. Hôm nay trên sợ. Như chỉ sợ là không biết là có mặt vừa không. Rồi không biết ở ngoài như thế nào. Nên là lặn lội xa xôi. Tuốt bên Gò Vấp qua bên shop em mua đồ qua quận 7 xa hơi là xa luôn. Đó, qua đây thì mặt vừa y size 2X. Nên là em có nói với chị đó là mai mốt đó, hàng nhà em cứ coi live xong rồi, thấy cái nào đẹp ha, thấy cái nào ưng á, cứ 2X là mua cho em là sẽ mặc vừa. Đã hôm qua qua thử thì vừa y 2X, không cần chỉnh sửa giá trơn á. Đây là cái chị nào thấy xa mình có thể mua online, em gửi về tận nhà nha cả nhà. Đầm có vấn đề gì ha, em cho cái chị kiểm tra rồi. Nhưng lỡ như mà em lấy tiền rồi, cái chị nhận hàng mà vẫn chưa mặc được chẳng hạn ha, có vấn đề gì về sản phẩm em vẫn hỗ trợ đổi cho khách. Đây là cái chị đừng lo nha. Rồi 179k đầm này của em. Đây để em qua cái màu của dền cho mấy chị xem nè. Màu củ dền này là mẫu mới nha, 1354. Von hoa nhí màu củ dền, đầm xòe 2 lớp cho mấy chị luôn. Đây, ai thích đầm 2 lớp thì mình chọn giúp em là von với ren á, thì nó là 2 lớp. Còn chuyến này đa số là 1 lớp nhiều nha. Đây, màu củ dền nha các chị. Cái này là 1354 nha. Rồi chị Hoa Hồng có số điện thoại nè. Cho chị nhung đen cổ vest 51 chị Diệu Hương size M nha. 1351 em chị còn size M nha. Chị Dũng Thanh 51 nè. Cái em mặc hả? Cái em mặc thì full size. Cái củ dền này nè. Cái màu củ dền của em á là nó full size nha. Dưới 65kg luôn. Em này full size 40-65kg vừa luôn. Chị nào dưới 65 thì cứ đặt cho em nha. Có hàng, có hàng cho cái chị luôn. 1354 ạ.
văn hoa nhí màu cũ dền, cái tay nó là tay loe a à, lỡ lộn tay tay dũng thùng đồng dề tay tay lỡ dũng thùng cho cái chị đẹp đó. Eo thì có đính vài viên đá ở đây ha, cũng một bên túi luôn. Cái màu cũ dền em cũng may là váy xòe một túi nha, sale 299k mẫu này hàng mới. À, mẫu sát nách ở phía sau. Rồi đây em có hai màu, chị thích màu nào, màu da hay là cái này là hơi xám xám nha. Em có hai màu chị ơi, ở trên là màu hồng da, phía dưới là màu xám xám á, chị thích màu nào để em mặc luôn. Rồi có đầm dài không sót, có chị đây. Màu bắt tiêu rồi ta. Đây. Dài. Dài nhất shop em có mẫu này, còn chưa có cái nào dài hơn. Em này vẫn là hàng độc nhất vô nhị ha, có mình nó dài nhất thôi chị ơi. Đây một đây được không? Cái hoa này ok không nè? Nếu mà ok thì em sẽ giới thiệu luôn. Có mình nó là dài nhất hả? À. Không biết chị thích cái hoa đó không? Mẫu em mặc thì 299 nha. 1354 von hoa nhí màu của dèm. Xinh lắm. Ở ngoài các chị nhìn dễ thương lắm. Giá sale thì 299k nha. Được cái là full size cho mình luôn. 40-65kg là mặc vừa cho em nha. 1354 kèm số điện thoại cho em. Có túi nè, một bên túi cho các chị nè. Sale 299k. Chị 50 mặc vừa không em? Vừa nha chị Vân ơi, vừa luôn full size. Màu cũ dền em mặc nha là có sẵn full size từ 40-65kg luôn. Cỡ em dưới 84 thì các chị cứ đặt cho em nha. Còn mà mặc size gì thì chút nữa có gì em tư vấn sau ha. 1354 nha chị Ly ơi, em mặc là 1354. 1344 là lộn rồi. 44 là cái ren đen á chị. 44 là mẫu khác nha. Đâu rồi ta? 44 là cái này nè. Đây, 44 là mẫu này nè chị ơi, nhầm mã rồi. Em mặc là 1354 nha. Đây là 44 là cái ren đen thì em chưa mặc, trước nên mặc cái này xong tại nó lẽ sai rồi. 54 em mặc thì full size hơn 299. 54 cho chị Loan nè, 54 chị Hạnh Võ nè. Rồi ok, 47kg vừa nha chị Lê Huyền, có size luôn. 1354 299k bộ của em. 299.000 đồng, size từ 40 cho tới 65kg, đầm von. Đây là von, đây là hai lớp, tay là một lớp, còn trong thân đầm là em có lót cho mình rồi ha. Chị nào lấy cứ đặt cho em nha. 1354. Vàng hỏi chị không? Vàng thì em lại có hoa to cơ. Đây, nền cam cam vàng vàng nè, thì có cái này. Hoa vàng, à lá vàng có cái này, nhưng mà đều là hỏi tiếp to hết, không có nhí màu vàng rồi. Em chỉ có hai, à quên, có cái sơ nhi sơ mi hoa nhí này nè. Đây, hai nhí màu vàng thì có kiểu này, khác hoàn toàn với em đang mặc luôn. Còn mà y chang em mặc thì không có màu vàng chị nha. Em có cái sơ mi hoa nhí này được không? Phong ngắn. 1m6 mặc thì sẽ trên gối xíu. Cái này thì em có mặc qua rồi, vừa qua cách đây vài phút trước luôn. Thì có cái sơ mi nhí vàng này nè, sale 259k, phong ngắn các chị nha. Em hoặc là nó còn được qua gối đó, hàng hiếm nè. Giờ cứ qua gối là nó hiếm với chị nha. Còn lại đa số là ngắn ngắn không hà. Mẫu của em là 299k nha. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ qua mẫu khác ạ. 1354. À, đầm đó vừa đặt xong mặt đẹp. Giờ muốn mua đầm dài nhưng mà ok. Bởi vậy mỗi lần mà khách hỏi em có maxi không em là em chỉ lo là tại mấy chị khách có mua cái đó rồi, xong rồi thấy đẹp quay lại mua thêm. Nhưng mà tiếc quá là em chưa có về thêm cái đầm maxi hết trơn á. Em vẫn là cái đầm dài nhất chị ơi. Ổn ha. Tiếc ghê luôn á mấy chị khách, bữa giờ nhiều lắm luôn á. Chị nào quay lại mua cái đầm đó rồi là đều quay lại hỏi mua thêm cái khác, màu khác, kiểu khác. Nhưng mà em chưa có về thêm. Chuyến này thì em lại về đầm ngắn không hả? Em mới về mười mấy cái đầm nữa nhưng toàn là ngắn ngắn không chứ không có dài. Đó, nên là chị đợi em nha, đợi em đầm sau nha. Để sẵn tiện chị khách hỏi, chị khách vừa khen cái đầm này nhận hàng đẹp thì em sẽ giới thiệu luôn. Chị nào chưa có nha thì xem em mặc cái váy maxi này thử đi. Khách em ai nhận cũng khen đẹp hết trơn á. Quay lại mua thêm nữa nè. Mà giờ em chưa có màu khác. Dạ đợi em nha, có cái này rồi thì mình đợi em đi chuyến sau đi, chứ chuyến này thì không có cái nào dài hết trơn á. Chuyến này thì lại đầm ngắn thôi. Đây, em mặc nè. Trời ơi, mấy chị thấy có cái đầm nó dài đẹp như vậy. Bởi vậy khách em nhận chị nào cũng khen. Mà em đang sale có 229k nữa chứ. 1336 nè. Maxi lụa nha cả nhà. Đẹp chưa? Hà dài thước tha luôn. Có 200 hơn à, 229 à. Mà full size luôn. 40-65kg nè. Đây là 1336. Chị nào thích đầm dài là phải mua cái này nha. Tại vì mấy chục cái đầm ở đây mà chỉ có một cái đầm dài thôi là mấy chị biết rồi đó. 229k đầm em đang mặc luôn. 1336 maxi hoa của em đây. Chưa có màu khác nha. Bông nhí đuôi cá hả chị? Bông nhí đuôi cá đây. Nhí đuôi cá đây.
Rồi để em xíu sau cái để em mặc nha. Sau mẫu này em sẽ mặc cái nhí đuôi cá cho chị coi. Đợi em chút nha. Không biết hôm nay nó còn full size không nữa. Tại hôm qua thấy có mấy size, nó có một hai cái à. Mẫu 54 cho chị Lâm ở cửa dền nè. Rồi đầm đỏ nâu có XL không? Đầm đỏ nâu hả chị? Đỏ nâu là cái nào ta? Em mới mặc hả cái cửa dền này hả? Nếu mà chị hỏi cái cửa dền này á thì nó full size nha cả nhà. Màu cửa dền em vừa mặc qua là full size tới 65kg luôn nha. Chị nào thích thì cứ đặt giúp em. Giá tiền 299 nha. Cửa dền mới mặc 1354 nè. Full size 299.000 đồng luôn. Chúc Von giúp em ha. 299k mẫu này, 1354 nha. Rồi xong cửa dền chưa? Em chuyển sang cái maxi này nè. 1336 là maxi của em. À không có. Không có đầm dài maxi lụa tay dài hả shop? Dạ không. Chuyến này em có tay dài nhưng lại là đầm ngắn á chị. Chứ nó không có đầm dài và tay dài. Dài thì em chỉ có cái mẫu này thôi. Thì cái tay đó là tay ngắn rồi. Còn mà tay dài thì em có mẫu này nè. À, em có mới về cái đầm tay dài thì nó là dáng xòe ngắn chị ơi. Đây mấy cái đầm ngắn ngắn như vậy á thì lại là tay dài. Đó, còn đầm dài thì tay ngắn nó hơi ngược, ha, nó hơi ngược với cái kiểu mà chị muốn mua. Rồi em có đầm tay dài nhưng mà form ngắn được không? Đây là một cái tay dài nè. Em có body tay dài nữa nha. Body kim tuyến nhung tay dài nè. Rồi có một cái ren đỏ tay dài nữa, rất là đẹp luôn. Đây, ren đỏ đuôi cá cũng tay dài luôn. Chứ không có tay dài mà đầm dài chị nha, rất là tiếc. Rồi còn em mặc đây là 229 nha, 1336. Maxi hoa của em là 1336. Sale có 229 ở trên line thôi. Tắt line thì về là 350 giúp em. Mẫu này tắt line là 350 nha các chị. Mua trên line có 229 nè. Chia sẻ like cho em nha. 229 đồng nghìn đồng. Đầm em mặc hỏi chị, cái này em thấy với chị khách nhận hàng chưa có chị nào bảo nó phong bé hết, cho nên là em vẫn tính size chuẩn là eo dưới 84 đi nha. Cứ eo dưới 84 cho em là vừa nha chị. 1336. Nên lâu lâu nó cứ bị mờ ha. Nay các chị xem đỡ nha, tự nhiên lâu lâu nó bị mờ xong cái nó sẽ rõ lại. Nó sẽ tự nhiên tự động nó rõ, tự động mờ xong tự động nó rõ luôn. Không biết sao luôn á. 771377. À cái sơ mi, rồi ok chị luôn. Mẫu của em là 1336 các chị nha. Trời ơi quá mờ luôn đó. Chán dễ sợ hà. Ủa em già có một cái wifi riêng một mình nó luôn mà nó cũng mờ nữa trời. Đợi em xíu. Rõ như ta. À, rồi đầm em đang mặc là 229k nha cả nhà, 229.000 đồng cho em nha. 40-65kg mặc vừa cho em nè. 1336 kèm số điện thoại luôn. Đó, em cao 1m6 các chị ơi. Cái váy này nó gần tới cổ chân thôi. Nhà 1m6 thì sẽ chưa tới cổ chân đâu. 1m555 các chị mặc nó sẽ dài hơn nữa. 229.000 đồng, 1336 giúp em. Eo dưới 84 là vừa nha. Chị Ly eo 80 nè, rồi có nè. 65kg độ về cho em nha cả nhà. Chị Diệu Hương dung đen cổ vét 179. Đây 1351 chị ơi, có mã chưa? 1351 chị nha, dung đen cổ vét là 1351. Nhưng mà em chỉ còn size M nha. Cái này size lớn là không còn, chỉ còn size M thôi. Cái cổ vét chất nhung này nè, em còn mỗi size M thôi, cỡ tầm là phải 55kg độ về thì mới vừa, tại vì nó có co giãn á. 55kg độ về cho em. Rồi tiếp tục bây giờ qua mẫu nè. Ồ, rồi chị khách hồi nãy hỏi em cái đằng sau mà không tay á, không biết chị thích màu nào ta? Không biết chị thích màu nào để em mặc cho chị coi đây. Thôi để em mặc màu xám đi. Màu xám nó còn tương đối hơn cái kiền xíu. Đây, body. Rồi đợi em chút nha, lên body nha. Mẫu em mặc là 1336 nè. 1336 sale còn 229.000 đồng. Hồi nãy có chị khách hỏi em là cái đầm không tay đằng sau á thì em có hai màu. Em hỏi lại thích màu nào chưa thấy trả lời em nữa, thôi em mặc đại nha. Em mặc cái màu xám đi. Màu xám này nó dễ mặc nè. Cổ đổ không tay nha cả nhà. Body cổ đổ không tay. Đây, đợi em xíu. Rồi cổ đổ không tay các chị nha. Hôm nay sale mẫu này có 159 à. Cái cổ này các chị mặc mình phải chỉnh chỉnh cho nó đẹp nha. Tại em mặc nhanh quá em không có chỉnh kịp gì hết trơn á.
1345. 1345 cái chị nha. Rồi body cổ đũa. Em còn có 3 size thôi nhưng mà nó cũng có co giãn cho mình ha. À, tầm 60-62 kg độ về cái chị đặt hàng nha. 1345 nè, em sale luôn 159k luôn. Body cổ đũa không tay 159.000 đồng cho em nha. Màu này nó hơi màu xám xám xíu. 159k thôi, chất này là Atashi kim tuyến. Em mặc là chiếc Atashi kim tuyến nha cả nhà, có co giãn luôn ha. À, giãn tay lỡ hả chị? Giãn tay lỡ có, tay lỡ thì nhiều lắm. À, tay ngắn với tay lỡ thì em có nhiều, tay dài thì ít, không tay như vậy cũng ít, chứ tay lỡ thì em rất là nhiều kiểu luôn. Chị thích tay lỡ giãn ôm hay giãn xòe chị ơi? Chị Phạm Hồng ơi, chị thích tay lỡ giãn ôm hay giãn xòe để em kiếm mẫu em lên cho chị coi luôn. Ôm em cũng có tay lỡ mà xòe em cũng có tay lỡ luôn, chị thích kiểu sao nè? Để em kiếm mẫu em lên. Rồi đầm này thì em sale 159.000 đồng nha. Body cổ đổ các chị nha. Body cổ đổ đang sale với giá tiền là 159k nha. Full size, à quên, 62 kg đổ về cho em thôi, lẽ size rồi. Em còn 3 size các chị nha, 40 cho tới khoảng tầm là 60-62 kg, 159.000 đồng. À, 70 kg eo 90, 70 kg mà eo 90 thì em sẽ có mẫu khác. Cái vừa rồi không vừa nhưng em sẽ có mẫu khác chị nha. Eo 90 đúng không? Rồi một là cái này. Cái là đằng đằng sau em nè, ngay cột nè, có cái nơ đằng trước á. Đó, mẫu đó size lớn được nha. Rồi không thì em có cái body mới về. Body bi này cũng 70 kg mặc vừa nè. Đây, em này nữa. Rồi, body bi 70 kg vừa. Nhung hoa xè này cũng 70 kg vừa nè chị ơi. Đây cũng có co giãn luôn. Đây nha, nhung hoa xè cũng 70 kg luôn. Rồi cho mấy cái này chị thích cái nào? Như đó trước đi, mấy mẫu này trước đi, chị ưng được cái nào không? Nhung hoa dáng xè, body chấm bi hoặc là cái có nơ đằng trước, cái đó là form suông á. Cả ba cái này em đều có size lớn tới cỡ 70 kg. Chị thích cái nào thì em mặc cho chị coi nha. Rồi bụng to hả chị? Bụng to thì mình cứ lựa cho em mấy cái đầm xòe chị nha. Nếu mà cái chị mình muốn mặc cho nó che bụng tốt thì cứ chọn cho em đầm xòe là che bụng tốt ha. Rồi body của em là 1345 nha, 159.000 đồng. 36 cho chị Dung Lê nè. 33 hả chị? 33 hình như chưa. 33 hình như nó vẫn chỉ có size M chị ơi. Không có cái nào size L hết trơn á. Không có sót lại được cái nào hết. Không còn chị nha, hết rồi. 33 chỉ còn size M thôi. Đầm em mặc là 1345 nha. Von tay lỡ giấy xè. À, nếu mà von tay lỡ chị có coi cái màu cổ dền này chưa? Hồi nãy em mặc á, em mặc cách đây vài phút trước chị có cái này chưa? Em có cái này nè, von tay lỡ. Von tay lỡ giấy xè ha. Màu cổ dền này được không? Một là cái này màu cổ dền, hai là cái đầm màu xanh rêu này. Nhưng mà cái xanh rêu này thì lẽ sai. Rồi, ba là cái màu đen hoa nhí này. Là có ba cái đầm von hả? Hên quá, cả ba đều là tay lỡ von xòe hết. Đây, cả ba cái luôn, chị thích màu nào? À, em mặc cái body kim tuyến tay dài. À, cái nhung hồi nãy em cầm phải không? Rồi ok, để em xíu. Nhưng mà cái đó nó lẽ sai nha. Cái nhung hồi nãy em cầm mà kim tuyến lấp lánh và tay dài á, nó chỉ có size nhỏ thôi. Hôm trước là có size tới 70 kg luôn cơ. Hôm nay hết trơn rồi, nay còn size bé. Ok, để em chút luôn, em vẫn sẽ mặc cho mình coi. Rồi, chị nào thích von xòe thì em có 3 mẫu thôi. Hiện tại có sẵn á. Những cái chưa về thì mình không nói nha, sắp về thêm. Còn cái này là em đang có sẵn, đặt em giao liền cho mình. Là có cái đầm đen hoa nhí nè. Đầm von xòe hoa nhí màu đen ha. Rồi, đây là đầm xanh rêu tay le nè. Còn cái này màu củ dền thì em có mặc qua rồi, không nói nữa. Đó, cổ dền thì có mặc rồi, hai cái này chưa mặc nè. Rồi, tiếp tục bây giờ sẽ qua một em body nữa nha, tay dài nha. Em mặc là body không tay. Em mặc mẫu này là body không tay, sale còn 159.000 đồng. Cái chất này nó có kim tuyến mấy chị thấy không? Đó, nó lấp lánh hết nguyên cái đầm vậy luôn á. Chất có co giãn mặc nhẹ tên hả. Chị Phạm Xuân lấy 1345 đồng của em, body nha, 1345. Sale 159 nha cả nhà. Rồi đây, cái tay dài. Tay dài cũng là body luôn, nhưng mà kiểu khác một xíu. Tay dài là chất nhung nè. Hôm trước em mới về là có size tới 70 luôn. Nay mấy chị đặt chậm có nói hết hàng, mất tiêu rồi. Rồi, nhung tay dài. Nhung ôm tay dài nha. Sẽ tà xéo một bên nha các chị. Em này thì body may sẽ tà xéo nha. Đây tay dài cho mấy chị nè. Lấp lánh chưa? Lấp lánh hơn cái em mới mặc luôn. Mà giá trời rẻ hơn nữa mấy chị. Có 139 em đang xả kho nè. 139k nha. Đây là 1349.
Ui hên quá. Trời ơi, hôm nay nó còn sót lại size M với size L nha cả nhà. Size M với size L là 55 là chưa tính co giãn ha. Co giãn luôn là tầm 5 7 60 luôn. 5 7 60 kg mặc được cái váy này luôn. Rồi thêm được hai cái size 2X nữa. Vậy là bây giờ chị nào 70 kg á, 65 tới 70 thì em sẽ còn cho mình là hai cái nha. Đối với cái đầm đen kim tuyến của em đang mặc đây, 65 tới 70 kg em còn cỡ tầm hai cái. Rồi còn lại là dưới 57 kg cho em là vừa nha. Đây lẻ size rồi. 1349 body nhung kim tuyến, chất có co giãn nè, lấp lánh và mặc mát nhẹ cho các chị luôn. Sale 139.000 đồng nha, trên like thôi. Trên like thôi nha cả nhà, 139k nha. 1349 nè, cho chị xem cái đen tay. Cái nào ta? Cái nhung đen à, nhung đen tay tay lưới hả chị? Ta chị hỏi cái nào ta, em không có dịch ra được. Chị hỏi cái nào chị Thanh Thủy ơi, ghi lại giúp em với, ghi lại rõ cho em với. Để em đem mặc cho chị coi, tại em chưa có đọc ra cái comment của mình. Cái hoa nhí đó à, không, hoa nhí thì không vừa chị ơi. 70 kg mà eo 90 á, là chỉ có ba cái hồi nãy em giới thiệu. Một là cái đầm nhung xòe hoa, hai là cái body bi, và ba là cái ngay cột á, cái corner phía trước á, là trước mắt em chỉ còn ba cái này thôi. À quên, cái em đang mặc nữa này, trời ơi quên, em đang mặc nữa còn hai cái size 70 nữa nè. Đây mẫu này size 70 kg cũng có luôn, còn hai cái chốt còn 140 rồi mấy chị ơi, 139 nè, 139.000 đồng, hàng hiếm nha. Size nhỏ thì không nói, size nhỏ thì còn mấy chục cái lận, có size 2X là còn có hai cái thôi. 2X đồng này là 65 tới 70 kg luôn. 1349 body nhung đen nha các chị, đi đám cưới mặc đẹp lắm á. Đó, lấp lánh như vậy luôn ha. Nó chỉ hở là sẽ là ngay cái phần xéo này nó cao thôi, chứ đằng sau cái chị thấy nó cũng bình thường mà, đâu có hở đâu, đúng không? Bên này cũng bình thường mà, chỉ có cái bên xéo là thấy nó hơi cao hơn xíu. 139k nha, 1349 cho chị cái em đang mặc hả. Rồi chị Thanh Trúc cho em xin cái mã đi, mình đặt cái nào cũng được. Trong cái like này nếu như mà cái chị mình chia sẻ rồi ba lần rồi á, thì em mặc tới cái nào mình thích mình cứ chốt cho em mã số, số điện thoại ba lần thôi là tính nguyên like nha, chứ không tính theo cái mà hết live stream luôn. Mua nhiều của hay là mua ít cũng chỉ cần ba lần chia sẻ like nha. Chia sẻ rồi đặt giúp em mã số vô, 1349 em đang mặc nè, 1349 sale 139.000 đồng luôn. Hoa nhí đỏ đen hả chị, vừa giới thiệu hả? À chị thích hai cái đó nhưng mà tiếc là nó không có vừa chị ơi. Hoa nhí đỏ đen vừa rồi á, form nó không có được tới eo 90 đó, buồn nhiều khi là cái mình thích nó lại không có size. Khổ là có những cái mình thích nhưng nó không có size của mình mấy chị ơi, nên là thôi kiếm cái nào mà vừa nha, phải vừa đẹp nhưng mà phải vừa nữa. Đồng này em có size 70 nè, đó ai size lớn thì đặt cho em luôn ha. 1349 cái chị nha, 1349 body nhung kim tuyến. À quên, cái đuôi cá hoa nhí tụi em nhìn thấy mới nhớ, chị khách hỏi cái đuôi cá hoa nhí đúng không? Rồi sau cái này muốn em mặc cái nào nữa đây, comment ở phía dưới cho em đi, để em lên mẫu nè, nhiều quá em chưa biết mặc cái nào luôn. Đây bây giờ lên cái đuôi cá hoa nhí nha, mẫu này em sale cũng có 159k thôi. Đuôi cá hoa nhí dáng đầm suông chữ A, rồi 159.000 đồng. 159k mẫu này của em, mã 1334. Rồi hết size XL em còn 3 size, ML với 2X nha, mẫu đang mặc em còn có 3 size hà. ML với 2X các chị yêu nha, sale luôn là 159.000 đồng nè. 159k các chị nha, 159k. 49 chị Thanh Trúc ok luôn. À lớn tụi chị không mặc body. Nếu mà chị lớn không mặc body thì em có cái này không, không biết chị thích không. Cái hoa này nè chị, cái hoa màu này em thấy nó cũng không có, không không có tươi, không có trẻ, không có trẻ mấy đâu chị. Hoa này được không? Thôi để chút em mặc thử chị coi nha. Nhiều khi cầm mình không có thấy được cái form đâu. Chút em mặc cho chị coi. Mặc lên cái đó mới thấy được. Cái đó mặc lên nhìn nó dễ thương lắm, chị đợi em chút nha. Không có thích body thì em sẽ có đầm xòe, có một cái xòe 70 kg nhung hoa. Để em mặc thử chị coi, thích thì mình được thì mình chốt, còn không được thì thôi ha. Rồi em mặc cái này 159 nha cả nhà, 1334 nè, đuôi cá hoa nhỏ. Hồi nãy có chị khách hỏi em nè, mà em quên mất tiêu luôn, giờ mới nhớ. Đuôi cá hoa nhỏ 1334,
Dễ thương chưa? 159.000 đồng thôi cả nhà ơi. Cô đổ sát nách đen treo sau áo trắng là mạng máy vậy shop. Em vừa mặc qua luôn. Em vừa mặc qua luôn chị ơi, em gửi hình chị coi đỡ nha. Em vừa mặc qua tức thì vài phút trước luôn á chị. Đây nè, 1345 em mặc rồi, đẹp lắm. Có 160 à, 160 cái đầm này thôi. Size cỡ tầm là 60-62kg. Cầm lên nhìn nó không có được đẹp mấy chị. Có những cái đầm cầm không có thấy được cái form, phải mặc lên mới thấy. Nhưng mà tiếc quá em vừa mặc qua tức thì. Chị Hằng Liên ơi, em gửi hình chị coi đỡ nha. Em có hình chụp lại mẫu mặc á, để em gửi cho chị coi. Nhìn hình nó vẫn sẽ đẹp hơn. Cầm như vậy thì nó không có thấy được cái form. Có 160 rồi chị ơi. Chị thích cái này đặt giúp em 1345 nha. 1345 sale 160 nha, 1345 159 á, nhưng mà thôi, làm tròn like xong rồi làm tròn 160 đi. 160 nha cả nhà, 1345 cho em. Mã là 1345, kim tuyến nha, màu xám xám nè. Đó, đẹp lắm. Mặc lên là cái chị bao luôn, hết sảy luôn. Rồi, giờ mẫu của em thì eo dưới 82 cho em là vừa. Eo 80 có. Mẫu nào chị Ly ơi, chị hỏi em mẫu nào ạ? Em đang mặc hay sao? Em mặc thì eo dưới 82 là vừa nha chị. Để em coi có cái tấm hình nào không ta. Bữa giờ khách gửi hình về cho em cũng nhiều lắm á, nhưng mà không biết có tấm hình nào mặc cái body. À đây nè, cái này là hình mẫu mặc đó chị nha. Cái body em mới cầm á, thì đây là mẫu mặc nè. Đó, lên form cái cổ nó sẽ đổ như vậy cái chị nha. Đó, không tay, đầm sắc nách 1345 nè. Em vừa mặc qua xong ha. Này xem đỡ giúp em, đây là mẫu mặc đi. Rồi, còn em đang mặc đây á là 1334. 1334 159. Đầm của em thì có size từ 40 cho tới 65 hết XL, nhưng em vẫn còn được 3 size là ML và 2X nha. Ở phía dưới thì may đuôi cá nè. Đây là đầm xương đuôi cá hoa nhỏ, túi hai bên cho các chị luôn, dễ thương lắm. Màu nhẹ nhàng dễ thương như vậy có 159k thôi. Chị Tư Thủy 34 em chốt nè. Chị Kiều Hạnh 1334 của em nè. Lụa nha, đây là chất lụa mango. Rồi, giờ tới cái nào ta? Tới cái nhung hoa đi. Hai sẵn tiện có chị khách 70kg, em sẽ giới thiệu mẫu này. Nhung hoa, không biết đây còn không nữa. Quên, để em kiểm tra cái đã. Có nhiều khi qua có một đêm cái nó hết size mất tiêu. Hên quá còn nè. À, cái bẹt vai hôm nay cũng còn size 70 á mấy chị ơi. Bởi hôm qua hôm kia gì em báo bẹt vai hết size 70 á, thì sáng hôm nay nó còn nha. Đầm mà nhung đen bẹt vai mấy chị có nhớ kiểu đó không? Mẫu đó hôm nay có size lớn luôn á. Chị nào 70 thì có thêm một cái bẹt vai nữa. Để chút nữa em sẽ mặc tới cái bẹt vai đó cho mấy chị coi luôn. Rồi, bây giờ em chuyển mẫu khác nha. Chị Vân là 34, cái của em là eo dưới 82 thôi hà. Em mặc chỉ có size eo dưới 82 thôi nha cả nhà ơi, không có size lớn, tiếc quá. Rồi thôi, tiếp tục em chuyển sang mẫu này đi. Đầm này 1357 nè. Cái này coi giãn thoải mái cho các chị mình luôn. Tầm 70kg độ về thì cứ đặt hàng cho em nha. Đây, cái mẫu này nhìn vậy thôi chứ coi giãn thoải mái, size có đầy đủ full size luôn. Rồi, đai nhung xòe. Cái nhung xòe này của em có size lớn nè các chị nè, 40-70kg đặt cho em này nha. Size thì khỏi lo, mẫu này thì full size rồi. Mình thích kiểu này hay không thôi. Các chị mình xem like á, mình không cần lo về chất liệu đâu nha. Chất nào cũng bao hết trơn á. Giá thì em công khai trực tiếp ở trên này luôn. Mặc tới cái nào là báo giá cái đó luôn ha. Mình chỉ cần lựa mẫu, lựa kiểu giúp em thôi. Rồi, lựa mẫu, lựa kiểu giúp em thôi nha cả nhà. Để móc cái khác lên cho mấy chị xem ha. Còn nhiều đầm lắm mà chưa có chỗ móc hết nữa. Đai hoa này đi. Đó. Rồi, em đang mặc là 1357 nha. Đây dáng nhung xòe này, cái cổ may rất là đẹp luôn, sẵn ha. May cổ sẵn, tay phồng. Ha, cái chị nhìn nó có một cái độ óng ánh lên nè. Đó, 70kg mặc vừa này nha. Em mặc là em bó cái kẹp đằng sau á, chứ nó có co giãn nữa. 1357, giá là 179 à, mà full size. 1357 full size cho cái chị luôn. 40-65 là bình thường. Chị nào 68-70 cứ đặt hàng cho em cái này nha. Một túi đầm nhung hoa xòe một túi sale 179k. Chào chị Quốc Tịnh, chị Tiết Nga nè. 179k đồng của em. Size L chị Thanh rút dồn đơn cái 34. Ok luôn. Mẫu của em hả chị? Nhung, đây là chất nhung nha. Chuyến này em có nhung nhung xòe hoa nè, nhung xòe trơn cũng có, rồi nhung ôm body cũng có, nhung kim tuyến cũng có luôn. Nói chung nhiều kiểu lắm. Em mới về thêm một cái bell nữa nè. Đây, nhung luôn.
mới về một cái bell cho các chị là chất nhung luôn nè, xịn sò chưa body nhưng mà cũng là body đó. Không biết mấy chị thích body không, nếu thích body thì có cái nhung body nữa nha. Rồi chúc em mặc luôn. Giờ em mặc cái này là nhung hoa trước nha. Nhung hoa này sale có 179 nè. Chưa thấy gửi hàng cho chị hả chị Nguyễn Thanh? Rồi ok, cho em số điện thoại luôn, em kiểm tra cho mình luôn nha. Để lại cho em số điện thoại chị yêu ơi. Em gửi cái thông tin của mình qua cho bên nhóm tư vấn viên của nhà em để các bạn trả lời luôn. Úi chà, bấm lộn, đợi em xíu. Ủa, đang mất tiêu rồi. À rồi. Rồi ok chị Nguyễn Thanh, em có gửi cái thông tin của mình qua rồi, kiểm tra tin nhắn giúp em nha. Mẫu này em sale 179k nha cả nhà, 179.000 đồng cho em nha. 1357 1357 kèm số điện thoại. Cho xe 1336, chị mua một cái 1336. Em mặc qua rồi. Đây. 1336 là cái maxi hoa này. Em mặc qua rồi chị yêu nha, mặc em mặc lúc nãy rồi. Nếu mà có thời gian thì chút xíu nữa em sẽ mặc lại cho mình coi. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ em chưa có mặc lại được liền nha. Em gieo ở đây nha, 36. Em gửi hình cho chị coi nha. Hình mẫu mặc có đẹp hơn, để có gì em gửi hình cho chị coi. Các chị muốn có hình mẫu nào cứ nhắn tin cho shop đi, em gửi hình qua mình xem cho nó dễ luôn. 36 đâu rồi ta, có cái hình chụp maxi 1336 đẹp lắm. Ủa đâu rồi nhỉ? Em mặc đây là 1357 cái chị nha. Mẫu em đang mặc là 1357, đang sale với giá tiền chỉ có là 179.000 đồng thôi. Mẫu này em có size 70kg nè chị. Em mặc nè, em mặc 70kg mặc vừa luôn á. Tay lỡ hả chị? Cái này, ở này hơi ngắn hả? Rồi ok, để em xíu nha. Chị Trần An ơi, em không có size 70, à, không có size 3X, nhưng mà cái mẫu này nó co giãn tốt, có thể lên được là 70kg luôn. Mẫu này của em nè, mẫu này của em có thể lên được là 70kg luôn đó các chị nha. Chị nào đây nè, maxi nè. Đây mẫu nhà em mặc mấy chị nha, yên tâm là da chuẩn mẫu đó. Cái chị mình ví dụ như mà like em lỡ như mặc qua rồi mình vô ngay khúc em mặc qua rồi thì mình cứ nhắn tin cho em là ờ em ơi gửi cho chị cái hình mã này nha, mã kia nha, đó gửi hình qua cho các chị coi đỡ nha. Không like kịp thì coi đỡ giúp em. Rồi 179 179k các chị yêu nha. Chị gửi hàng về vì mẫu form nhỏ. À form nhỏ hả chị Mỹ Chi? Rồi form nhỏ thì em sẽ đổi cái form to hơn cho chị nha. Cỡ tầm 1 tuần, không biết chị gửi cho em bao lâu rồi. Thường em sẽ nói với khách là gửi, nếu mà khách không cần gấp á thì cái chị gửi chậm thôi cho phí nó rẻ, cỡ tầm mười mấy ngàn thôi. Đó thì cái chị gửi giúp em ha, theo cái địa chỉ phía trên gói hàng, gửi ngược lại về địa chỉ cho shop cỡ khoảng tầm 1 tuần. Sau khi shop em nhận được, bên em sẽ qua vài khâu, tức là nhận hàng trước cái chị nha, nhận xong bên em sẽ qua một khâu kiểm tra coi là sản phẩm đó đúng như sản phẩm nhà em không, hàng mới còn nguyên vẹn chưa qua sử dụng đó. Xong rồi bên em sẽ tiếp nhận cái đơn đó, gửi lại cho các chị mình một cái thông tin, gọi lại hoặc là nhắn tin gì đó sẽ báo là em nhận được hàng rồi, rồi bây giờ các chị muốn đổi sang cái nào ha, lúc đó sẽ có nhân viên liên lạc lại cho mình nha. Và mình có chụp hình cái hóa đơn gì đó các chị cũng gửi qua cho em luôn nha. Có cái bill màu đỏ đỏ đó mấy chị, thì em sẽ kiểm tra ở trên bưu cục coi là em tới đâu rồi, nếu mà em nhận được rồi thì em sẽ trả lời mình luôn ha. L8036, à chị Ly cái 80, L80 được, mẫu đó vừa chị nha. Mẫu em mặc thì 1357 nha. L84 hả chị? Cái này size 2X luôn đi chị Quốc Thịnh ơi, mẫu của em cũng 2X luôn. Chị gửi hôm 12 tháng 4, hôm nay mười mấy ta? 12. Hôm nay mới có 16 hả? Vậy chắc chưa nhận được đâu chị ơi. 12 nếu mới 16, 4 ngày à. Nhận được em còn phải kiểm tra nữa nha. Cỡ tầm 1 tuần, thường em sẽ báo khách. Nhanh hơn thì em sẽ gọi trước, gọi sớm. Còn thường em sẽ báo khách tầm 1 tuần, để mất công khách khỏi phải kiểu như là sốt ruột có mấy chị. Thì cỡ tầm 1 tuần giúp em nha. Rồi chị Lan Ngọc chúc 1357 nè, sale luôn, hạ 179k. Quên, cái này em sale mà em quên. Nãy giờ cứ định 200 mấy không hả? Tay lỡ để em coi coi. Tay lỡ có cái mẫu này xinh lắm nè, nhưng mà form nó hơi bé thì không biết mấy chị vừa không. Buồn là cái này form nó hơi bé.
Đây, đợi em xíu nha, tao để lên đây lỡ. Mẫu của em là 1357 cái chị nha, 179.000 đồng. Dạ, dạ không có gì chị Mỹ Chi ha. Tại nhiều khi đơn hàng nó nhiều quá, bên em xử lý cho khách không kịp, nó hơi chậm trễ hơn bình thường xíu. Dạo này rút đơn cũng sẽ hơi chậm hơn bình thường, trả lời tin nhắn cũng sẽ hơi chậm. Các chị thông cảm giúp em nha, tại vì bên em đang bị thiếu nhân viên nha cả nhà. Đang tuyển thêm, nhưng mà các bạn chưa có thạo việc lắm á, là nó hơi chậm hơn bình thường một chút xíu. Rồi đây, lên cái đầm van xòe. Van xòe tay loe màu xanh rêu. Mẫu này thì em đang giảm có 199 à. Nhưng mà buồn. Chị nào size lớn không có nha. Em này size lớn không có hàng nha các chị. Phong này nó nhỏ lắm. 1360 nè. Rồi xong luôn. Hiện tại bây giờ chắc cỡ tầm 52-53 kg thôi. Lần này nhớ đi hàng cho chị nha. Chị nói mãi vậy trên công ty mới ok. Ok chị Quốc Thịnh nha. Rồi nãy giờ có ai gọi cho chị chưa? Có ai nhắn tin này gọi điện cho chị chưa? Không thôi cái chị cần gấp mình cứ gọi hotline cho em nha. Cứ gọi hotline. Đó. Rồi đây mẫu này. Mẫu này sale 199. Hơi tiếc là em chỉ còn có size M với L. Mà cái form này nó không có được như bình thường. L nó không có tới 55kg đâu, nó chỉ 52-53 thôi nha. Cái xanh rêu của em á là 52-53kg độ về thì mới vừa. Đây giấy xòe, đầm von xòe, ha tay lỡ nè. Hai lớp cho các chị luôn nha, màu xanh rêu, rất là xinh. Nếu như cái này không vừa thì để giúp em kiếm cái khác tay lỡ nào mà nó full size hơn xíu nha. Đây đi, cái này đi nè, nhiều hơn nè, để đầy đủ hơn nè. Còn em mặc thì nó hơi lẻ size rồi. 52-53 kg độ về cho em. À bên em gọi điện thoại nói. À ok, rồi ok chị Ly một chút nữa nha. Sau khi các chị đặt xong vài phút nữa sẽ có số máy bên em gọi tới á. Các chị nhớ nghe máy để em tư vấn nha. Chất liệu von, đây chị Yến Nhi em đang mặc luôn nè. Đây, em đang mặc là von luôn nè chị yêu ơi. Có 199 à, xanh rêu. Xanh rêu tay lê này là vải von nha, nhưng mà size nhỏ rồi. Để em coi còn cái von nào khác không. 55 hôm nay cũng size nhỏ luôn. Von thì em có cái này là full size thôi. Đây, hiện tại em có duy nhất cái von màu củ dề này là full size từ 40 tới 65 thôi hả. Còn lại cái xanh rêu của em lẻ size. Cái hoa nhĩ màu đen này cũng lẻ size luôn. Giờ hai cái này đều lẻ size, size nhỏ không hả. Nếu mà chị nào size lớn thích von thì chuyển qua cái màu củ dề giúp em ha. Màu củ dề nó mới về, nó full size từ 40 tới 65 kg luôn. Đây, củ dề thì em có mặc rồi, 1354. Màu củ dề là 1354 nha, 299. Em mặc chỉ có 199k thôi mà lẻ size. 1360 là màu xanh rêu. Xanh rêu tay le của em là 1360 von xòe hai lớp. Hôm nay giảm giá cho các chị mình luôn, chỉ còn có là 199.000 đồng thôi. À trời ơi chị Bạch Hứa ơi, may cũng ăn gian. Em đâu có ăn gian đâu chị, trời ơi nói em nghe buồn quá à. Cái này là do bên xưởng may bị lỗi sai với chị nha. Nhiều khi có những mẫu á, trời ơi thiệt sự luôn á, nhiều khi khách muốn mua mà em không có để bán em cũng buồn. Chứ hồi em không bán được chứ với chị là em không có tiền em mới buồn á. Nên còn nếu như cái chị mà không vừa em đã lấy tiền được đâu. Cái chị mà không vừa là em phải đổi cho mình cái khác nữa cơ. Chứ đâu phải là em lấy tiền xong rồi bây giờ cái chị mặc được hay không được em cũng kệ với chị đâu. Khách mặc không vừa em phải đổi cho khách cái khác. Đó, nên là không bao giờ có vấn đề mà ăn gian với chị được hết trơn á. Không ăn gian được đồng nào đâu. Bây giờ lấy tiền của khách khó lắm. 1.000, 2.000 cũng rất khó với chị ơi, không có dễ lấy tiền của khách đâu nha. Cho nên là cái chị mình mua đầm nhà em vừa hay không vừa, vừa thì em mới giao tới mấy chút mới lấy tiền được. Còn không vừa, đã nhận tiền rồi mà khách không vừa em còn đổi cho khách cái khác nữa mà. Chứ em có ăn gian chị ngàn nào đâu chị ơi. Trời ơi em chị nói chị em nghe em buồn quá à. Mấy cái mẫu này phong nó nhỏ em có nói khách tăng size mà, chứ đâu phải là em nói cái chị mua size bình thường để mấy chị mà không vừa. Cái nào phong bé em nói cái chị tăng size đó, vừa thì em mới dám chốt. Còn ví dụ như cái đồng này đi, bây giờ em bảo là em chỉ có size 50-52kg, chị nào 60-65kg mua thử đi em có bán không? Em đâu có bán được. Chị nào size lớn mà em tư vấn không vừa em đấu lên đơn, đấu chốt đâu. Đó làm như vậy thì đâu có gọi là ăn gian hay lừa đảo mấy chị được đúng không? Khi nào vừa em mới chốt đơn nha.
Rồi, đây đầm này full size nè. Đầm này full size các chị nha. Đây các chị lựa cho em mấy cái mẫu khác đi. Toàn lựa mấy cái đầm mà em hết hàng, hết size này kia không à. Xong rồi bảo là không có hàng vừa. Mẫu này full size thì mấy chị không đạt nè. Cái đó là do mình chọn thôi, chứ em đâu có biết được các chị thích cái nào nha. Mẫu này full size 40-65kg luôn. Sao mình không đặt này cho em. Xanh rêu, xanh rêu form nhỏ chị Bắc Minh nha. Em có nói trước là cái xanh rêu này form rất là bé, phải tăng size lên. Hoặc là chị nào khách mới thì cho em xin luôn cả số đo 3 vòng. Nó hay bị chật lại cúc trên này nè. Đây bị chật cái cúc ngực này nè. Có cái xanh rêu này ha. Với cái mẫu mà lụa Vân Pháp á. Cái mẫu lụa Vân Pháp này nè. Đó, với cái ren đen này nè là ba cái bị may form giống như là nó bị lộn size với mấy chị, là khách phải tăng size lên mới vừa. Đây với cái ren đen này nè. Đó là có ba cái sản phẩm này là khi khách đặt hàng em phải nói cách tăng size. Còn những cái khác thì form bình thường, cứ size nào đó giờ mua thì cứ mua size đó giúp em, trừ những cái nào form nhỏ thôi. Em mặc full size nha cả nhà. Mẫu này 40-65kg vừa cho em. Đó, size chuẩn, eo dưới 84. Eo dưới 84 mặc vừa cho em nha. Chào chị Thu Trang à. Có 169k đồng này thôi. 1337 kèm số điện thoại cho em nha. 1337. Rồi em nhắc lại một lần nữa là em chưa có lấy tiền của mấy chị nha, chưa lấy một đồng nào, một ngàn nào hết. Ở đây em giới thiệu sản phẩm là miễn phí cho các chị rồi nè, tư vấn size miễn phí luôn, hàng giao về nhà cũng chưa có lấy tiền nữa. Khách khui ra coi nha, được quyền kiểm tra hàng, khui ra coi đúng như em giới thiệu rồi thì em sẽ lấy tiền của khách đó. Khách nhận hàng em mới lấy tiền, kiểm tra xong xuôi ok em mới lấy tiền. Còn nếu như mà về đến nhà rồi mà có vấn đề gì đơn hàng nha, em vẫn hỗ trợ đổi cho khách trong vòng 10 ngày đầu tiên nha cả nhà, vừa bán online vừa bán tại shop nữa, cho nên là không bao giờ mà lừa các chị được cái gì đâu ha. Mình có thể là ngày nào cũng thấy livestream của em, có vấn đề gì ngày nào cũng gặp em ở đây hết trơn á. Rồi, 1337 đầm của em, xe 169. Chào chị Trang Phạm nha. Chị nhận đầm này rồi mặc vừa y nè. Dạ cảm ơn chị Nguyệt Ánh ạ. Đây, cái này vừa đúng không? Cái này thì size bình thường, không có bị nhỏ đâu. 40-65kg vừa cho em thôi. Đây là tay lỡ nha các chị nha. Chị nào hỏi em đầm xe tay lỡ nè, sale với giá tiền là 169.000 đồng. Hôm nay rẻ đó, giá trước 299, hôm nay có 169 à. Mẫu em đang mặc chị mua rồi, đẹp lắm, y như em giới thiệu trên live, thấy không? Nên là nhiều khi mấy chị khác không biết, comment em buồn dễ sợ. Cảm ơn chị Ngọc Phượng nha. Em vẫn comment chị em ghim ở phía dưới ha. À, có màu đen 65kg hả chị? Hiện tại mà đen á, mà 65 á, đen trơn á, thì em chỉ có đúng một cái bệt vai thôi. À quên, còn cái này nữa nè. Đây, em có cái đen xè tay dài với cái cổ trắng này nè, mới thì có size 65 luôn. Hoặc là em có cái đen bệt vai á chị. À quên, còn cái đen ôm nữa, trời ơi quên. Đen dung ôm body này cũng có size lớn nè. Còn mà chị thích xè thì em chỉ có đúng một cái là bệt vai mới về thôi. Có cái mẫu bệt vai này nè, tới 70kg mặc được luôn. Hay để em mặc thử cái bệt vai cho mấy chị coi nha. Chị nào thích gu trẻ trẻ hoặc là muốn mặc cho nó đặc biệt một chút xíu thì em sẽ có cái mẫu bệt vai này, giúp có co giãn luôn. Rồi em mặc eo 84 độ về nha. 37 cho chị Thúy Nguyễn nè. Mẫu này thì yên tâm là full size nha cả nhà, nhưng mà size chuẩn thôi. Cái này là lụa thì mấy chị biết rồi đó, lụa không có co giãn. Eo 84 độ về cho em thôi. À, dạ không có dạ hội, nhưng mà em có cái đầm đi tiệc này, không biết mấy chị thích không, đây để mặc thử cho. Dạ hội chuyến này em cũng không có về chị ơi. Chuyến này em về đầm mà công sở, đầm mà đi tiệc, đầm đi chơi thôi hả, chứ không có dạ hội. Em về cái mẫu này đi tiệc xinh nè mấy chị, bệt vai nha. Đây em mà giới thiệu cho mình luôn. 70kg mặc vừa luôn á, có co giãn cho các chị đây, chất nhung có co giãn. Đây mùa này mùa cưới hỏi nhiều phải không? Sắm cái đầm này cho em mặc bao xinh luôn. Đợi em xíu nha. Đầm nhung bệt vai nha các chị nha, nhung bệt vai. Đây dễ thương lắm nè. Chị nào mà chưa có quen mặc hở thì các chị mình kéo cái tay nó xịt lên như vậy cho em nha. Chị nào sợ hở thì kéo cái tay nó cao cao lên như vậy. Đó, nó sẽ không có hở lắm nha, mặc dễ luôn. Tay này là các chị điều chỉnh được hở hay kín, là các chị mình cứ kéo cao hay kéo thấp nha.
Rồi em mặc trước tiên là nó kín kín như vậy trước đi. Chút để em kéo cho nó bẹt vai xuống xíu nữa cho mấy chị tham khảo luôn. Mặc được hai kiểu, kín hở gì cũng được. Giá thì 299k, đây là nhung xòe co giãn tốt, tới 70kg mặc cũng được luôn. Rồi, đầm của em đang mặc nha. Chị nào 70kg đổ về lên đơn cho em nè, nhung đen. Tặng kèm đai áo nha cả nhà. Cái vải này các chị xem kỹ giúp em là nó có hoa văn á. Đây, nó có những cái vện hoa văn kim tuyến nha. Nhung kim tuyến lấp lánh cho các chị nè, có 299 thôi. 299.000 đồng nha cả nhà. À được chị nha, mua hàng nhà em được kiểm tra trước khi thanh toán tiền, em giao tới nơi là cho các chị kiểm tra luôn. Chứ cầm tiền mấy chị là đã cho kiểm tra rồi đó. Rồi, em mặc giá bao nhiêu? Em mới mặc qua thì có 169 à. Đây, 37. Em vừa mặc qua cái hoa cam này đúng không? 1337 là 169k chị Hiền Nguyễn nha, đang sale. Đang sale trên line là 169. Rồi chị Trang Ruby ơi, màu đen mà 65kg á thì trước tiên em có cái váy xòe này chị coi thử nha, nhung xòe. Nhung xòe to giãn này của em nè, thậm chí là 6870 có thể mặc được luôn nha. Váy này là chất nhung, nó có thể co giãn được. Rồi còn hông thì em sẽ có nhung ôm nha. Ngoài cái xòe này ra thì còn thêm một cái ôm nữa cũng có size luôn. Cái này xòe trước nha. Rồi cái kiểu bẹt vai nè, chị nào kín thì mặc kéo cao như vậy cho em. Còn ai muốn hở hơn một chút xíu ha thì kéo nó thấp xóc xuống như vậy. Đây đúng chất bẹt vai thì cái tay nó cỡ này nè. Đó, đầm bẹt vai nha cả nhà, này đi tiệc nha, đi làm là hơi hở đúng rồi. Này đi tiệc thôi, váy đi chơi đi tiệc các chị nha, 299k, chỉ có một màu đen thôi. Không có màu khác, em về thử nên là chỉ về một màu. Về màu đen nha các chị thôi, chất nhung ạ. Chị Hoa Vĩ Ngàn ơi, kim tuyến nè, đứng xa thì không thấy, đứng xa tưởng đen trơn ha. Lại gần mới thấy nó có kim tuyến lấp lánh. Cái cài này là chân kim băng tháo ra được luôn nha. Giá sale 299.000 đồng, chị Su Su chốt mã số là 1353 của em. Rồi chị Thanh Hằng, đầm đẹp cho chị size 2X. Ok, cái này 2X là tới 6-8-70kg luôn á, co giãn tốt nha. Mẫu này mua về lỡ như có tròn thêm 1-2kg cũng không lo chật nha các chị, co giãn thoải mái. 1-3-3-1-3-5-3 kèm số điện thoại cho em, màu đen. Nhung bẹt vai chỉ có một màu thôi, không còn cái nào bẹt vai giống như vậy nữa nha các chị. Chỉ có một mẫu bẹt vai xè em mặc thôi, hàng mới về. 1353 kèm số điện thoại 299k. Đây cái tay này là đang bẹt vai nè, chị nào không thích hở quá thì đó, mình kéo nó lên như vậy cho em. Tay này em may cho các chị điều chỉnh được mà, kéo thấp hay là kéo cao này là do mình nha các chị. Kéo cao lên là nó sẽ bớt hở liền, đó thấy không, bên này là bớt hở liền, bên này cũng vậy. Thích thì các chị kéo nó cao lên xíu nữa. Đó, 1353 cho em nha, 299. Cho chị xem đầm xanh tay lỡ size L. Cho chị xem đầm xanh tay lỡ size L. Là cái xanh rêu hả chị? Em mặc rồi. Đây nè, cái này em mặc rồi chị nha. Size L đầm này form nó bé, nó không có được như size L bình thường nha. Chị nào khách quen á thì mình cứ tăng lên một size cho em. Bình thường mua size nào thì cái váy này tăng lên một size là khách quen. Biết size nào rồi thì dễ. Còn khách mới á, chưa có biết size nào của nhà em thì nhớ cho em luôn cả số đo cân nặng chiều cao và luôn số đo ba vòng để em chọn size nha. Cái màu rêu này form bé nha các chị. Cái nào form bé em nói các chị tăng size là nhớ tăng size nha. Chứ mình không tăng size mình cứ mua như bình thường là không có vừa đâu. Đây xanh rêu, xanh rêu tay loe 1360. Xanh rêu tay loe 1360 nha, size L. Em còn size M với size L, nhưng mà em L này chắc cỡ tầm được có 50-52kg thôi hả. Trên nữa là không có vừa đâu. Rồi đây em qua mẫu khác nha. 53 là mẫu của em. 1353 em đang mặc nè. 50kg hả chị? Có thể size L vừa chị Vân Lư ơi. Nhưng mà tùy theo cái số đo vòng 1 nha. Tại cái váy đó nó hay chật là chật cái vòng 1 á. Mấy chị khách em mà ngực to quá, ngực hụt quá là nó hay bị chật cái vòng 1 này nè, mẫu này nè. Với cái lụa Vân Pháp này. Đó là hai mẫu hay bị chật cái khúc đo vòng 1 thôi. Chị Phi Yến lấy 1353. Rồi giờ em qua cái nào đây ta? Lên tiếp cho các chị ạ. Rồi sẵn tiện cái này là nhung đen xòe phải không? Em mặc tiếp một cái nhung ôm nha. Nếu mà các chị thích nhung thì em còn có cái nhung ôm này nữa. Đây nhung ôm màu đen luôn. Cũng có tặng cái gài áo luôn nhưng mà dán ôm body. Rồi ai không thích xòe thì em có váy ôm nha. Nhung ôm body cũng màu đen nha các chị nè. Đầm này thì em sale rẻ lắm, có 169k thôi. Rồi, 169k nha cả nhà ơi, 1310. Xuông hả chị, 72 thì em không có rồi. 72 em không có size vừa, chị ơi em chỉ có cỡ tầm 70 hả. Đây nè, như cái bẹt vai này nè.
là em tăng nó co giãn lên thành 70 á, chứ thật ra là em chỉ có 2X là lớn nhất thôi. Nhưng mà mấy cái mẫu á, mà co giãn á, thì em tăng ký được 7, 6, 8, 70 được. Chứ không phải là em có về 3X, 4X gì đâu nha. Rồi, không có sai rồi. 70 đổ về cho em thì mới có. Rồi, đầm của em đang mặc là 1310 nè. Đai xanh chụp màn hình đúng không? Rồi, mẫu này 1360 ha, chụp lại giúp em. Xanh rêu tay lê nha cả nhà. Cái này đẹp nè, nhưng mà khổ cái là phòng nó nhỏ quá. Từ khi nó mới về là mấy chị khách size lớn nhà em là muốn mua mà đã không được rồi. Mấy chị khách size lớn nhà em á, muốn đặt hàng mà cũng đã không có hàng từ khi nó mới về. Nó chỉ có size tầm 5, 8, 60kg thôi. 65 là bữa giờ đều không có hàng. Từ lúc mới luôn á, là size bé rồi. Rồi em mặc là 1310 nha. Đầm này em có full size nè, nhung đen body. Nhung đen body xe 169k. Ủa, đợi em xíu. 1310, rồi 169. 169k nha cả nhà ơi, nhung đen body của em nha. Sale luôn là 169.000 đồng nè. Đây, nhung trơn. Chị nào thích nhung trơn, có nhung trơn luôn. Rồi có nhung hoa luôn, em cũng có cái body nhung hoa nữa. Nhưng mà body nhung hoa thì nó lẻ size. Đây nè, em có cái body nhung hoa này nữa nè, mà nó lẻ size rồi. Cái nào size nhỏ hay sao á, để chút em giới thiệu luôn nha. Ai thích nhung đen thì chọn cái này cho em. Sale 169 1310 kèm số điện thoại. Xanh rêu 62kg thì không vừa chị Phượng nha, không vừa. 50 52 thôi. Nay em chỉ còn size nhỏ. Xanh rêu tay lê này là 50 52kg độ về mới vừa. Giá tiền là 199k luôn á chị Hiền Nguyễn ơi. Xanh rêu 199k nha. Màu đen em mới mặc 63kg hả chị? Vừa. Vừa chị nha. Màu đen em mới mặc mệt vai phải không? 70kg cũng vừa luôn. Riêng cái đầm đỏ mới về tới 70kg em có hàng. Đặc biệt cái size 70 rất là ít. Nên là chị nào size lớn thì có thể đặt nhanh nha. Rồi, em mặc 169 à, 169k thôi. Mã số là 1310. Sườn xám hả chị? Có một cái sườn xám này nè, mà cũng còn size bé thôi. Đây, này là do em về từ hồi dịp Tết rồi. Rồi bây giờ em bán hết trơn, nó còn có lát đát vài cái size M sót lại thôi. Đây chị có cái sườn xám tím này nè, nhung tím này nè. Rồi để em giới thiệu luôn ha. Sẵn tiện em mặc cho chị coi luôn, chứ cầm nó cũng không có lấy form. Mẫu của em là 1310 nha, 1310, xe 169.000 đồng, body nhung đen trơn. Nhung đen trơn 1310 kèm số điện thoại. Váy kẻ hả chị? Váy kẻ, chị thích cái kẻ nào nè? Chị thích kẻ cổ vét hay là kẻ form suông? Em mới về hai cái kẻ, một là form suông chữ A, hai là cổ vét. Đó, chị thích kiểu nào không? Hai kiểu đó chị thích cái nào? Để em lên mẫu cho chị xem luôn. Tại em có tới mấy cái kẻ lận á. Rồi trong thời gian chờ đợi ha, thì em sẽ có cái mẫu này cho mình là sườn xám nè. Sườn xám nhung tím các chị nha. Đây em này cũng có tặng cái cà áo nè, nhung nha. Không phải ren đâu, tại thấy hoa văn nó lấp lánh thôi, chứ thật ra nó là chất nhung cho các chị nè. Đó, nhung kim tuyến các chị nha, co giãn tốt. Em này sale cũng có 179 hà. Lẻ size rồi, 1363. Hiện tại em còn size là 55kg độ về nha. Trên nữa thì em đã hết hàng. Rồi 179, 179.000 đồng cho em nha. Nhung, nhung nghe kim tuyến nè, màu tím luôn. Đây, sườn xám em có sẽ tà hai bên cho các chị nè. Đó, cả hai bên đều có sẽ tà luôn. 179.000 đồng nha, 1363 cho em. Xanh rêu là 1360 ạ. Xanh rêu là 1360. Các chị ai lấy xanh rêu đặt mã giúp em 1360. Xanh rêu tay loe 1360. Rồi giờ tới cái tím em mặc là 1363 nha. Sườn xám này không có size lớn chị ơi, bữa trước mới về là cũng được tới 70kg luôn á. Nhưng mà em bán hết trơn rồi. Mình biết shop em trễ quá, hụt mất cái đợt hàng sườn xám rồi. Giờ đợt mới này là con ngắn ngắn không à, kiểu khác không hà. Đợt mới không có sườn xám nha, có em đang mặc thôi. Em mặc cái này là sale còn 179 nè, sườn xám luôn. Sẽ tà hai bên sang không. Mà giờ em chỉ còn eo tầm 74-75 thôi. Eo 74-75 đổ về nha, 1363 nha cả nhà. Em này là đầm nhung, nhung hoa kim tuyến các chị nha. Nhung hoa kim tuyến sale còn 179.000 đồng. Rồi chị Vân lấy cái 60 ok luôn. 63 chị Phượng nè, mẫu của em là sale còn 179 nha. Kẻ cổ vét là ok chị, cổ vét thì đây. Sẽ cổ vét rồi ok, để em xíu. Em còn cái kẻ caro suông nữa nè. Đó, đây là em mới hỏi chị thích ra suông hay là cổ vét đó. Đây là cái suông.
Đó, suông thì chút xíu em mặc luôn ha, suông thì nó rẻ hơn. Rồi giờ em mặc là 1363 nha. Đầm này là sườn xám màu tím ạ. À, nhung tím 62 kg, hỏng vừa nha cả nhà, 55 đổ về cho em thôi. Cộng luôn coi giãn rồi á là 50-55 thôi. Cái này trên nữa thì không có vừa, tại vì em chỉ còn mỗi size M. 55 là em đã tăng coi giãn rồi á, chứ thật ra là 50-50 kg là đúng form ha. Thêm coi giãn là 53-55. Đó, nên là trên nữa thì không có nhá. Sale luôn 179. 179k nhung sườn xám tím 1363, chỉ còn size nhỏ thôi. Em sẽ qua nhanh ha. Cái nào ít á thì em sẽ mặc nhanh cho mấy chị xem, nhiều thì em đứng tầm 2-3 phút. Rồi, đây lên cái kẽ cổ vét nè. Kẽ cổ vét này là em mới về nha, form ngắn nha các chị. Em này là trên gối nha. 1381 caro hồng cổ vét, em mới vừa về hàng luôn. Nó sẽ là trên gối. Chuyển hàng mới này là đa số là em may đầm ngắn cho mình. Thì đợt trước đầm dài nhiều quá rồi, mấy chị khách tính đầm ngắn không có mua được. Đây là chuyến này em ưu ái em về đầm ngắn nhiều hơn xíu. Rồi 1381 nè. À, 62 kg thì nhiều lắm chị, nhưng mà quan trọng chỉ là cái kiểu nào thôi. Chứ size nhà em á, size chuẩn là 40-65 lận, trừ mấy cái lẻ size ra thôi ha. Chứ cái nào mới về cũng sẽ có size tới 65 hết. Như cái của em nè, đó sợ là không biết chị thích hay không thôi. Ví dụ như là chị 62 kg, chị thích hoa to, hoa nhỏ hay đầm trơn này kia, thì để em biết em dễ kiếm mẫu hơn. Chứ giờ số ký không thì nó có rất là nhiều đầm, em sẽ không biết mình thích cái nào á. Rồi em mặc đây là 1381 nha. Đuôi cá hoa nhĩ 34. Rồi chị Vân, à cái đó em cũng mặc rồi luôn. Đây, đuôi cá hoa nhĩ 34 nè chị Vân ơi. Đầm beo hỏi chị, đầm beo body nhung 299k chưa mặc. Đây, beo body nhung 299. Rồi đợi chút nha, sau cái này đi em mặc cho chị coi luôn. Ok, để em xíu. À, 63 chị Phạm Thận nè. Váy nào dài xuống dưới chân hả chị? Dưới chân hả? À, chị cao bao nhiêu ha? Nếu mà chị cao 1m6 á thì em chỉ có một cái maxi là dài nhất thôi. Còn cỡ tầm mà chị cao 1m5-55 thì em sẽ có vài cái sản phẩm dài. Em mặc bắp chân thì chị sẽ mặc dài hơn. Đó, nó sẽ tùy theo chiều cao của khách. Không biết chị Minh Hòa cao bao nhiêu ha? Để em coi có mẫu nào hợp với chị không. Dài tới bắp chân á thì em sẽ có tương đối được mấy mẫu. Còn mà dài tới cổ chân luôn á thì em chỉ có mẫu này thôi. Đây, dài tới cổ chân thì chỉ có cái này thôi. Còn lưng lực bắp chân thì nhiều lắm. Cái vest cam mới về này cũng dài nè mấy chị. Mới về cái vest cam xinh là xinh, cam tươi tươi chút xíu nha. Ok chị Vân luôn. Rồi đây mẫu này em mặc form ngắn nha các chị. Này đổi qua form ngắn nha. Mẫu của em là 1381. Này là đầm mới về form ngắn rồi. Chị nào thích form ngắn thì cái chuyến mới này là tha hồ lộ luôn. Em về hơn 10 cái đầm ngắn cho mấy chị là. Trong đó có cái đầm vest này của em 1m6 em mặc là sẽ trên gối. Nó cũng tùy vào chiều cao nha. Chị nào 1m6 là mặc giống em nè. 1m4-1m5 thì sẽ dài hơn nha. Sale còn 299. 1381 caro hồng, caro cổ vest hồng 1381 nha cả nhà. Sale luôn là 299k. Em có full size cho các chị nè. Mẫu này mới về full size 299, 40-65 kg mặc vừa cho em nha. 1381 kèm số điện thoại 1381. 1381 kèm số điện thoại cho em nha. À chị Minh Hòa mét 6, vậy là em mặc tới đâu là chị mặc tới đó nha, dễ rồi. Vậy thì đầm nào em mặc cứ tới đâu là chị mặc sẽ y chang tới đó luôn á chị yêu ơi. Vậy thì có mỗi cái này thôi. Dài tới cổ chân thì có mỗi này. Còn bắp chân thì tương đối nha. Bắp chân thì em có vài cái hoa. Ví dụ như hoa này nè, em mặc tới bắp chân nè. Đó, cái hoa màu cam nè, em mặc nó cũng được tới bắp chân. Đó, nó cũng dài qua gối, phụ gối bắp chân của em. Còn không thì em này, em maxi này là dài gần tới cổ chân của em luôn. Cả hai em đều mặc rồi. Không biết chị có cái nào chưa? Trong mấy cái này chị có cái nào chưa? Em thì em mặc cái này là size M nha. Em 1m6 nặng 50 kg mặc size M. À, đầm màu, à chị Phượng thích đầm màu, đầm trơn á hả chị? Đầm trơn đúng không? Nếu mà đầm trơn ha thì em có cái này nè, vest cam được không? Vest cam mới về, trơn màu được không? Hay thích màu tím không? Có cái ren tím này cũng có size của chị nè. Đây, ren tím này cũng có size chưa mặc nè. Đó là những cái đầm màu mà em đang có sẵn hàng full size nha. Rồi mẫu của em là 1381, bây giờ em qua mẫu beo nha.
Đúng rồi chị, đầm nhung beo mới về mà. Beo thật ra là 299 là cái giá tầm trung á chị. Chứ đầm beo thường á, giá thị trường rất là mắc, tại cái vải nó khó kiếm á. Đây là cái giá nó cao hơn bình thường. Một cái đầm á, may thành phẩm giá nó sẽ tùy theo là cái đợt hàng vải em nhập về ha, rồi cái kiểu may nó như thế nào nữa. Chứ không phải là em thích cái nào giá thấp, cái nào giá cao là không có. Nó sẽ tùy theo vải nè, đợt may cái chị nha, rồi cái kiểu cọ may ra sao nha. Như đầm này của em 299 nha cả nhà, cổ vét caro 299k, 65 kg độ về cho em là vừa, sale còn 299, đầm tay lỡ 50 kg hả chị? À, hoa em cầm hả? Cái hai mới cầm cái này thì full size nha, 1337 là full size. Em mới cầm cái hoa cam là full size cái chị nha. Để em mặc qua cái body belt cho mấy chị xem thử nè. Body belt là hàng mới luôn. Em đang có tặng kèm sợi dây thắt lưng bằng kim loại cho các chị nữa đây. Đây, thắt lưng bằng kim loại. Đây sale cho mình là 299k. Chất nhung nha, mặc siêu đẹp luôn đó. Rồi đây 299k bộ này. Đầu tiên các chị mặc trơn như vậy cho em trước ha. Mặc trơn như vậy đó cũng đã đẹp rồi. Còn nếu các chị thích kiểu cọ hơn thì em có tặng cái sợi dây này nè, mình đeo kèm vô nha. Ai thích kiểu cọ hơn, có điểm nhấn hơn thì cứ đeo vô. Những đợt trước em về beo, beo lụa hay là beo chất khác thì cũng thường là tầm 290 một đầm rồi. Chưa kể đợt này em về beo nhung có co giãn nữa. Cái beo này của em có co giãn luôn nha. Đầm nhung nè, đây là đầm nhung. Co giãn được 65, 67, thậm chí là chị nào cao cao thì 70 mặc cũng được luôn ha. Rồi body beo nha cả nhà. Đai dây xích nè, tặng kèm sợi dây thắt lưng nè. Đó, chị nào thích thì đeo, không thích thì thôi tháo ra cũng được nha. Thích đơn giản thì tháo ra cũng được. 299k mẫu body belt của em. 1362, cổ đắp chéo nè. 1362, 299, 1362 nha. Body belt chất nhung. Size thì em có full cho các chị luôn, 40-65kg em đều có hàng. 40-65kg em đều có hàng cho các chị nha. 1362 body belt nha cả nhà. Sale còn 299. Hoa cam 169k chị nha. Hoa cam 169. Này em mới cầm cái này đúng không? Hoa cam 169.000 đồng, mã là 1337 em mặc rồi. Em mặc rồi nha. Hoa cam là 1337, sale còn 169k, mặc rồi. Để em xem coi cái nào còn tay lỡ hoa không. À cái này đi. Cái này rẻ 150 nè. Cũng dán tay lỡ cho mình nè. Rồi ok, để em xíu nha. Mẫu của em thì 299k, body belt sẽ tà xẻ một bên. Đó. Đằng sau thì em sẽ ngang với chị nha, chỉ có trước là nó xẻ thôi. Rồi sale 299 nha. 299k mẫu này. 1362 body belt. Em chào chị Trân Phạm nha. Rồi ok, chị Như em thấy đơn của mình rồi. 169 1337 chị ơi, 1337 kèm số điện thoại cho em. Các chị cố gắng đặt ngay khi em giới thiệu cái sản phẩm em đang mặc luôn á, để tránh trường hợp nó bị nhầm sang cái mã khác nha cả nhà. Đây là 1337. Em chỉ sợ là khi em mặc cái này em giới thiệu cái kia, rất là nhiều chị khách đặt lộn, xong đến lúc nhận hàng nó không có phải như là cái đầm mấy chị tưởng tượng á, như cái đầm beo nè, xong đặt lộn quả này là chết em nha. Hoa là 1337 nha. Hoa cam 169.000 đồng, 170 đi cho nó chặn. Em giới thiệu 170 cho nó chặn nha. 170 cái chị nha, mã là 1337 luôn. Rồi còn em mặc đây là 1362, beo 1362. 299k chúc chị Nguyễn Trúc nè, beo nè. Beo là chất nhung nha chị Ngọc Thảo, beo là chất nhung ha. Em sale cho mình 299. Cái này hàng mới nên là các chị sẽ thấy là body form ngắn nha. Nếu mà các chị thích body form dài em cũng có, qua gối, tới bắp chân cũng có. Nhưng mà kiểu khác không giống như vậy đâu. Còn em mặc là do chuyến mới nè, nên là em may form ngắn nha. 299k, dài tới bắp chân nha chị Hiền. Em cao 1m6, mặc bộ đó tới bắp chân chị nha. Có gì em gửi hình cho chị coi đỡ. Hoặc là chút xíu khi mà em like xong rồi á thì mình có thể xem lại like của em. Trường hợp chị nào có chia sẻ rồi, mình chia sẻ trong thời gian em like rồi nè, thì em sẽ có một cái ưu tiên cho mình là khi em tắt like, các chị xem là em vẫn chốt giá giảm luôn. Còn chị nào mà chưa có chia sẻ thì tắt là coi như hết, phải đợi like tiếp theo của em mới được tính nha. Đó là cái ưu tiên giữa chị khách chia sẻ và không ha. Rồi đầm beo 1362, sale còn 299k nha. Body beo của em sẽ tà xéo một bên, chất nhung có co giãn nha các chị. Đây em lên đầm sale tiếp nè, 150 nha. 150 cũng có đầm đẹp luôn, nhưng mà quan trọng là mấy chị thích cái hoa nào, cái kiểu nào á. Rồi đây lá vàng đi, đền đen lá vàng.
Mẫu này em size 149 thôi, full size cho các chị mình luôn. 1325. Đây tay lỡ nè, đầm hoa xè tay lỡ như vậy được chưa? Em sale cho mình 149 thôi hả? 149k thôi, em có full size luôn, size nào cũng có. 1325 full size. 1325 full size. Sau cái này em mặc thử cái ren tím đằng sau cho mấy chị coi thử nha. Đó, chị nào thích đầm trơn thì em có ren tím. Đây nè. Ai thích đầm trơn thì em có ren tím nha. Sau cái này đi em mặc thử ren tím cho mấy chị coi. Ren tím thì nó full size hơn. Mẫu của em là 1325 nha. Nền đen lá vàng là 1325 nè. Nền đen lá vàng là 1325 cái chị nha. Em này là chất lụa, lụa mango 53 hả chị? 299 đó chị Phúc Hạnh ơi. 53 bệt vai chất nhung ha. Giá hôm nay vẫn vậy, 299k nha chị. Có size tới 70kg nha. Bữa trước hết hôm nay còn. Bữa trước hết 70, hôm nay còn 70kg luôn. Hên đó, chị nào 70 nên đặt sớm. Để vài hôm nữa lại nghe báo hết hàng cho coi. Thường mấy cái size lớn nó dễ cháy hàng lắm. Chất lụa chị ơi, chất lụa nha, chất lụa nha chị Hiền Nguyễn ơi. Hoa cam hả chị? Hoa cam em đang mặc hay sao ha? Ủa em, à cái này hả? Cái hoa cam này là chất lụa mango nha. Đây, em giới thiệu sơ lại cho chị nào mới vô một lần nữa nha. Em này là chất lụa mango luôn. Sale còn 169 nha cả nhà, 169k chất lụa mango, dài tới bắp chân của em, sale 169, đầm xòe một lớp, mã số là 1337. Đó, chị nào ưng thì đặt ngay cho em có mặc rồi. 169.000 đồng thôi. Full size tới 65kg mặc vừa nha, xòe tay lỡ. Rồi, còn em đang mặc thì cũng có túi hai bên luôn. Mẫu này size 149 nè, đầm em rẻ hơn luôn nè, nền đen lá vàng. Nền đen lá vàng của em là size 149k nha cả nhà. Cũng dài qua gối nè, có đầm 149 nè, thấy không? Đầm đẹp, giá rẻ đầy luôn, quan trọng có chị thích cái nào thôi. 149k chị Võ Diễm có đơn nè, 1325. Vét màu da, rồi đây vét da em chưa mặc luôn, ok chị. Vé màu da đúng không? Ok, để em xíu nha. Mẫu của em là 1325 nha các chị, 1325, 149.000 đồng. Size hả? Em có full size, mẫu này full size mà. Lá vàng của em full size luôn. Tay lỡ nè, có mấy cái cúc và gỗ phía trước cho đẹp thôi, chứ không có tháo được. Mẫu này mặc là kéo cái khóa đằng sau cho em nha. Tất cả các sản phẩm nào em may mà nó có cúc ở phía trước đều là cúc kiểu thôi. Chứ mặc mà tháo cúc phía trước nó lâu lắm nha, nó lâu lắm. Em không may cúc thiệt đâu, may cúc giả hết phía trước. Thằng sau kéo khóa cho nó nhanh, kéo lên kéo xuống mặc vậy cho nó lẹ nè. 149 nha, lá vàng 1325 full size, 149.000 đồng. Rồi qua cái vest da cho mấy chị coi thử. Vest da thì chất cô tông lạnh, cũng full size luôn. Rồi, vest da hôm nay cũng sale. Đây, vest da hôm nay cũng sale các chị nha, 1365, vest da là 1365. À, size thì cũng đầy đủ á. Chị nào 40-65 mình cứ đặt cho em nha. Vét màu da nè. Em này hôm nay cũng giảm giá luôn. Đây các chị nha. Cái kiểu trơn thôi là nó cũng đẹp rồi. Nó có nhúng ly cho mình nè. Đó, trơn không như vậy là nó cũng đẹp rồi. Cúc cũng là cúc giả nha. Rồi, còn thêm cái sợi dây cột em tặng kèm này nữa. Chị nào thích thì mình có thể cột vô thêm luôn. Đó, nói chung thì có cái dây tặng kèm này nè. Chị nào mình thích nữ tính hay là thích có điểm nhấn thì mình có thể cột thêm cái nơ giống em nè. Còn không thì cái chị mặc trơn như hồi nãy thôi cũng được nha. Đây, cái này là tùy mình. Rồi, em sale cho mình luôn 1597 này. 159k đầm của em nha, 1365 vết màu da. À, có cái đầm nào màu đỏ hả chị? Có nha, đỏ body được không? Em có đỏ body nha, để đợi em xíu đi, sau cái này em mặc cho chị coi. Em chào chị Hương Châu, chào chị Tiết Nga nha. Rồi, đầm này của em là vest màu da nha các chị. Màu da 1365. Size thì em còn full luôn. 40-65kg em sẽ có hàng cho mình nha. Giá trong like là 159. Chị nào mua đang có hiệu lực nè, đang live stream á, là 159k. Một hồi tắt like nó nhảy về 300. Không chia sẻ cũng là 300 nha. Giá nó khác nhau á. Mẫu đầm màu đỏ, đợi em xíu chị ơi, sau cái đèn mới mặc được nha. Mỗi một đầm em sẽ có thời gian tầm 2 phút để giới thiệu rồi qua cái khác nha. 1365 cho chị Kiều Ly nè. Màu này đẹp, chị mua rồi. Cảm ơn chị Thanh Trần ạ. Mẫu của em như tiền, dạ 159 thôi, 159.000 đồng.
159k nha cả nhà, full size cho các chị mình luôn. 40 tới 65 kg mặc vừa nha, vest màu da. Cái này em may form của nó là suông thôi chứ không có xè bồng bềnh quá. Nó các chị nhìn thấy nó gọn gàng như vậy thì đi làm mà cũng được luôn. Đi chơi đi làm gì cũng ok nha. Đây khắp cái nơi như vậy cũng xinh. Không có nơ các chị tưởng tượng không có nơ nè. Đó, ví dụ như vậy ha, không có nơ đầm trơn như vậy thôi nó cũng đã rất là đẹp rồi, còn có nơ vơ nó sẽ dễ thương nữa đó, tùy với chị thôi. Dây này thì em tặng kèm nha, 159.000 đồng full size. Chị Ngọc Hà chốt 1365, tay này chưa dài lắm đâu mấy chị, lỡ lỡ thôi. Đây em, nó chưa có tới cổ tay của em được, nó mới lỡ tới đây thôi đó. Cổ vest màu da khóa sau lưng, em này không có túi nha, vest da không may túi, tặng kèm dây cột eo. 159.000 đồng, chị Ngọc Lan có đơn 1365 kèm số điện thoại cho em nha. À, rồi cho chị đầm này size 56 kg. Rồi chị Hồ ơi cho em xin cái mã số. Chị ơi vest da là 1365 nha chị. Mình đặt mẫu nào cũng vậy, cho em cái mã nha thì em mới rút đơn được. Rồi giờ em qua cái đầm đỏ nè, đỏ ren nha. Đỏ thì em có mấy cái, nhưng mà có cái đỏ ren này là size nó còn tương đối trước thôi, còn mấy cái đỏ kia nó lẽ size mất tiêu rồi. Đây em lên cho mấy chị xem cái đỏ ren này, đỏ ren đuôi cá có kim sa lấp lánh nha. Rồi đỏ đuôi cá kim sa lấp lánh nha các chị, đây là 1348 của nhà em. Ren đỏ đuôi cá, chất ren này nó mềm nhưng mà nó không có co giãn nhiều nha, cho nên là size chuẩn giúp em. Chị nào mua cái ren này á, mình cho em luôn số đo 3 vòng nha, cho em luôn số đo 3 vòng để em chọn size nha cả nhà. 179 nè, full size nè, 179k. Tiếc quá đầm đỏ chị 68 kg không vừa. Buồn luôn, buồn luôn chị Ngọc ơi, mẫu này không có size 68 rồi, 68 mặc vô sợ chật quá. Ôm body nè, cho nên là em cần luôn số đo 3 vòng nha. 1348 giúp em, trời ơi, 65 đổ về thì ok, 68 thì hơi căng. Có gì để em kiếm cái khác nha. Mẫu này là 1348 ạ, ren đỏ kim sa. Sale còn 179 cho em, nhầm 179. Đó, ren đuôi cá các chị xem nè, em xoay nhẹ nhẹ mới chị thấy nó có những cái hạt cườm lấp lánh không? Đó, mà có 179k thôi hà. Mà ngoài cái đỏ này ra đó, em vẫn còn một cái đỏ tay ngắn nữa. Nhưng mà khổ cái là cái đỏ tay ngắn này nó lẻ size rồi nha. Còn đỏ nữa cơ. Đây, còn một cái đỏ tay ngắn chỉ còn size M thôi. Đỏ đô tay ngắn chất phi tuyết nè, cũng là dáng ôm luôn, thì còn có mỗi size M. Rồi thêm một cái đỏ đô tay dài đuôi cá chất lụa nữa đây, cũng còn size nhỏ. Chỉ có mỗi cái đỏ ren em là nó còn full size thôi. Có ba cái đỏ thì lẻ size hết hai cái rồi nha, có ba cái đỏ là em mặc ren là full size nha. Rồi không thì em sẽ có cái đỏ tay dài, đỏ đô nè, rồi đỏ tay ngắn cũng đỏ sọng luôn nè. Em mặc thật ra nó cũng sọng chứ không phải tươi đâu nha, so với hai cái này nó hơi tươi hơn chút thôi, chứ ở ngoài cái chị nhìn nó vẫn là đỏ sọng. Xe 179 nha, 179k. Đầm bệt vai là 299 đó chị, bệt vai nhung. Em mặc rồi đúng không? Có cái cài áo phía trước phải không? Giá đầm là 299k chị nha. Chị Thủy Nguyễn nè, mẫu bệt vai nhung kim tuyến là 299 nha. Rồi chị Miko lấy cái váy của em đúng không? Cho em xin cái mã nè, 1348 nè. Em này full size, nhớ cho em số đo 3 vòng nha. Body thì em cần luôn cả 3 vòng, tại nó đều ôm như vậy nè. Đó thì em cần luôn 3 vòng để em chọn size ha. Đuôi cá, ren đỏ, sale còn 179.000 đồng thôi, rẻ không? Ren mà có 179 à, tay dài, tay không có lót, để các chị thấy cái hoa văn nè. Ở trong thân đầm thì em có lót rồi nha, lót từ đây xuống nè, đó. Rồi chị Trần Kiều lấy 1348 đầm của em. Đầm này đẹp lắm chị mua rồi, cảm ơn chị Vi Anh nha. 1348 à, sale còn 179 nè. Đỏ ren có 179 nè. À, chị Miko cho em xin cái mã đi, ren đuôi cá của em là 1348 nha. Ai lấy mẫu đỏ này đặt cho em là 1348 nha. Form này là form ôm body đuôi cá, khóa đằng sau lưng. Mình thấy nó có cái ngấn ngấn là do cái quần bên trong em mặc á nha, chứ không phải đầm nó ngấn vậy đâu. Rồi 1348 giúp em, 1348 kèm số điện thoại 179.000 đồng thôi. Xin ơi là xin luôn. Mặc lên form bao đẹp cho các chị nè, chất ren nha, kim sa lấp lánh. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển mẫu khác nha. 1348 179.000 đồng full size, 40-65 kg. Em sẽ mặc cái ren nữa, nhưng mà ren xòe. Đây em có một cái ren xòe màu tím nè, mới may thêm cho các chị. Đợt trước em may bán nhiều lắm rồi, nay em còn được ít vải em may thêm.
Cái mã vẫn giữ nguyên cái mã cũ luôn là 1250 nè. Không tạo mã mới, vẫn là mã cũ nha, cho mấy chị dễ lựa. Rồi đây, ren tím xòe. Chị nào thích ren thì em còn, ngoài ren ôm em còn có ren xòe nữa. Đây màu tím, tay cũng không lót, thường đầm ren hay mấy cái khác cũng vậy. Em chỉ có lót trong thôi, cái nào cần lót thì cần thì mới lót thôi, chứ bình thường cũng không cần lót hết làm gì. Tay đâu cần lót thôi mấy chị thấy không, để thấy cái hoa văn nữa. Ok chị Nico lấy 48 nè, rồi chính xác luôn. Chút nữa có số máy lạ gọi tới chị nhớ nghe máy giúp em nha. Chị nào đặt hàng rồi á nha, khách quen thì thường sẽ có thể là nhắn tin để mà xác nhận đơn, tại biết cái chị mặc size nào, địa chỉ nhà đâu rồi thì có thể nhắn tin cho nó nhanh á để xác nhận đơn. Còn mà khách mới thì em sẽ gọi điện thoại lại để em tư vấn size nha. Rồi em này là 1250 ren tím nè. Đó, cái chị nhìn cái ren này nó cũng có cái độ ống ánh lên đấy không? Cái vải của nó đó, ống ánh lên rất là sang. Ở trong thì em có lót cho mình nha. 1250 ren tím xòe, sale 259k nha các chị, ren xòe hai lớp. Ren xòe, ôi rồi xong luôn lẻ size. Ui lẻ size lẻ gì ta? Em mới thấy nó còn full size hôm qua hôm kia mà nay đụng cái lẻ size mất tiêu rồi. Rồi tình hình là em chỉ còn có hai size các chị ơi, ren tím xòe. Ren tím xòe thông báo với các chị là sáng hôm nay nó chỉ còn size L với lại 2X thôi. Rồi xong, hết size M và hết size XL nha. Rồi thông báo lại, em còn hai size 50 tới 65 kg. Em còn size L và size 2X. Chị nào size L là 50 55 kg vừa, chị nào 2X là cỡ 6 là 60 65. Đó, còn hai khung size này thôi, L và 2X. Ren tím còn hai size 1250. 69 kg hả chị? 69 kg hay 69k? 69k thì em có cái body nhung á, à lộn, cái body màu da á chị, để làm nó 69k với lại là zoom, zoom là 69k, nhưng mà không biết chị hỏi 69k 69 kg, 69 kg thì em cũng có, 69k cũng có luôn. Đây nè, 69k nè, 69k có cái đầm này nè. Rồi đợi em xíu nha, em mặc thì 259.000 đồng lẻ size rồi. Chị nào bữa giờ đang chờ cái đen tím sale thông báo luôn nay lấy lẻ size đó, mặc sao giao vậy mấy chị thấy không, có khác gì đâu. Hàng nhà em không bao giờ mà em sợ cái khoản mà khách hỏi là giao tới có đúng như quảng cáo không, em trao kiểm tra luôn. Giờ mình nói đúng, nhiều khi khách cũng không tin nên thôi trao kiểm tra hàng là dễ nhất đó. Cứ mua nhà em được quyền kiểm tra cái chị nha, đến nước khách quen là không thèm kiểm tra, shipper giao riết quen mặt luôn. Chị alo chị ơi có đơn cái là ra nhận hàng xong băng vô nhà luôn đó. Còn chị nào khách mới á thì em hỗ trợ cho mình kiểm tra cái chị nha, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn. Rồi 1250 là ren tím ạ. 1250 ren tím nha, sale với giá tiền 259, còn mỗi hai size thôi. Ren tím này của em chỉ còn có hai size thôi, chị nào không nhanh tay là hết. Rồi tiếp tục em chuyển cho các chị xem mẫu khác nè. Nhớ kèm theo cho em là 3 lần chia sẻ like nha. Nãy giờ có chị nào đặt hàng mà quên không? Nãy giờ ai đặt hàng rồi á mà chưa có chia sẻ là em chưa có chốt đơn được đâu đó. Rồi chị nào có ý định muốn mua là cũng chia sẻ liền cho em nha, chứ hồi mất công lại quên. Đây mấy chị ơi, lên cho các chị xem cái đầm 69.000 đồng nè. Cái mẫu này á là cái khoan đợi em xíu. Cái mẫu này á nha, cái cúc trên đó là nó hơi mỏng nha cả nhà. Cho nên là khi các chị mặc cái váy này của em, mình nhớ mặc cái dạng là áo bên trong nó cũng sẽ là màu da, màu kem, màu trắng ha. Riêng cái áo này thôi, tại lúc may thì thấy nó bình thường, nhưng khi mặc lên thì em thấy nó hơi mỏng. Cúc dưới này có lót rồi nha, cúc trên thì lại là một lớp. Đây nó có ngấn ngấn, cái này là cái quần bên trong của em với chị, mặc cái quần jean bên trong á. Nó hơi bị ngấn một chút xíu, mình xem đỡ nha. Đây, em này là 1316. Rồi sale 69k mẫu này của em. Đây các chị nhớ là mặc áo bên trong là cùng màu hồng da trắng gì đó nha, để cho nó không có bị lộ hàng ha. Đây em này sale luôn 1316. Mẫu này tri ân nha, chị nào chia sẻ like rồi, chia sẻ cộng gộp đơn, chốt luôn 69k nè. 1316 các chị nha, 69.000 đồng. Một ba một sáu cái chị yêu nha, 1316 nha, sale với giá tiền là 69k nha cả nhà. Thiệt luôn ha, hết hồn luôn, body may bán 69.000 đồng, chưa đủ khúc vải nè mấy chị, vải chưa đủ nữa hồi chi tiền công ha. Em mặc là 1316 nè, mẫu này sale có 69 nè.
Dạo này là em đã lỗ vốn rất là nhiều luôn rồi, rất là nặng vốn cái đầm này luôn rồi á, nhưng mà em vẫn kiểu như là thôi bán chơn khách luôn. Đây, bán chơn khách luôn 69k cho các chị luôn. Cổ đổ nha, body cổ đổ màu hồng da. Chỉ cần các chị mặc áo bên trong cho em cùng tông hồng hay là màu da hay là màu trắng gì đó cũng được luôn. Rồi nếu như các chị thấy cái váy này nó có hơi trơn, hơi đơn điệu thì ở nhà mình có thắt lưng, ví dụ nha, chứ em không có tặng kèm nha. Ví dụ có thắt lưng thì các chị đeo vô cho em như vậy, đó nó sẽ có một cái điểm nhấn hơn. Hoặc là cài áo các thứ gì cũng được, các chị cứ đeo vô cho em nha. Rồi đây đám cưới xách cái túi vô nè. Trời, cái đầm nó mua 70 thì không tin được luôn á. Đầm này mặc ra đường ai kêu mua nhiêu, kêu 70.000. Trời ơi, chắc ta tưởng mặc hàng si hả mấy chị. Chắc ta tưởng mặc hàng si trong khi hàng mới hoàn toàn của shop em nha. Đầm mới mặc sam giao vậy nha các chị. Đây nè, mặc sam giao vậy nha, chỉ có điều cúc trên nó hơi mỏng xíu thôi. Giá sale hôm nay là 69.000 đồng, chốt cho chị nào chia sẻ like nha. Ai chia sẻ like rồi em mới tính đơn cho mình được nha cả nhà, chia sẻ cộng gộp đơn. Em nhớ bữa trước có chị nào mặc cái đồng này gửi hình về mà nó lạc trôi đâu mất tiêu rồi ta, đâu mất rồi đó. Hôm nay không thấy nữa. Rồi em cho các chị coi hình của khách nhà em rồi. Đây là 1316 cả nhà nha, 1316 body màu hồng da nha. Chốt luôn là 69.000 đồng ở trong line, tắt line về giá cũ nha. 1316 kèm số điện thoại. Zoom hả chị? Zoom thì cái form đó là form nhỏ rồi. Em có zoom nhưng mà cỡ 55 kg bộ về thôi hả? Trên thì không có, dưới 55 được không? Dưới 55 thì em có size vừa chị bao su, còn trên thì rất tiếc là không vừa. Em về cái zoom đợt đó may cái form nó bị nhỏ xíu xíu, tại lần đầu tiên may zoom ống dài xong rồi may cái form nó bị nhỏ quá. Đây là em cũng đang sale luôn ha, không biết chị vừa không. Em có zoom nhưng mà phải dưới 55k, à lộn, dưới 55 kg mặc mới vừa nha. À đây chị khách nhà em gửi tấm hình về nè. Đây, mấy chị coi coi đẹp chưa? Đó, cái đầm này mà bảo 70.000 mấy chị tin được không? Mẫu này của em chỉ có 70k thôi nha cả nhà. Nào xem đỡ nha, nó có cái đèn nó bị chóa quá. Đây khách nhà em nha, hình thật việc thật nha các chị. Đó, chứ không phải là thuê mẫu chụp hình nha. Đây là khách nhà em mua hàng gửi về hình về nè, xin không? Xuất sắc luôn, cái đầm có 69.000 đồng thôi đó. Đặt sớm giúp em 1316, chia sẻ like cho em 3 lần, em chốt 69k luôn. Zoom hả chị? À 52 kg hả? 52 thì được, 52 thì được, nhưng mà đợi em xíu. Zoom. Đây. Em có cái zoom hoa này nè. Form nó rất là bé nên là chỉ có cỡ là 50 hoặc là 55 kg độ về thôi. Khoan khoan để em kiểm tra size cái đã. Nếu mà nó còn size 55 thì ok, chị đoạt được nè. Đây. Zoom ống dài nha. Em may cái zoom này là ống dài nha cả nhà. Zoom dài ha. Đẹp mà form bé. Có mấy chị khách nhận được cái này mặc vừa thích lắm, muốn mua thêm mà bữa giờ em đâu có về đâu. Zoom em ngưng hàng lâu lắm rồi. Tại thật luôn, may zoom nó hơi khó, bán nó cũng khó nên em không có về nữa. Đây zoom hoa nè. Zoom hoa của em nè, bán cũng có 69k đang tương tác cho mấy chị thôi. Để em coi nhớ cái mã đó, mã gì cái mua nè. À 1282. 1282 cái chị nha, 69k mẫu này của em nè. Rồi form này rất là bé các chị nha, tầm 55 kg độ về cho em thôi, zoom nha. Zoom sale còn 69k nha cả nhà, cái này form nhỏ xíu luôn á, 1282, sale 69.000 đồng nha. Các chị nào khách quen rồi, mấy chị khách quen nhà em nhớ tăng 2 size luôn, nhớ tăng 2 size cái zoom này nha. Còn chị nào khách mới á, thì mình nhớ cho em luôn cả cân nặng chiều cao số đo 3 vòng để em chọn size nha. Cái zoom này nó không có giống như size bình thường nha, phải chọn riêng, phải chọn theo cái kiểu khác. Đó, zoom ống dài nè. Chị nhận được hàng chật chật hả chị Việt? Rồi ok, nhắn tin cho em liền. Nhắn tin giúp em nha, để em kiểm tra cái đơn của mình là đặt mẫu nào ha. Để em đổi cho mình cái khác nha chị. 60 kg đầm ren đỏ. À cái ren đỏ là 1348. Chị Mai Thi ơi cho em xin cái mã chị ơi. Nếu mà lấy ren đỏ đặt giúp em 1348 nha chị Mai Thi. Rồi giờ đầm của em nè. À lộn, zoom của em. Zoom ống dài của em đây, rất là đẹp nhưng mà form rất là bé, cho nên là 69k em xả luôn. Ai chia sẻ like rồi em chốt cho mình 69. Hết pin, đợi em xíu. Hết pin tắt nguồn luôn rồi. Đợi em chút nha.
Không có một màu chị Ba Su ơi, hiện tại Zoom em chỉ có một cái kiểu này thôi. Đợi em xíu nha. Em mở nguồn cái điện thoại này lên đã. Rồi. Rồi, hiện tại em đang mặc đây là một 1282 nha. Zoom hoa xanh mã số là 1282 nha các chị. Em đang sale có 69k thôi. Chị nào 55 kg độ về cho em thì vừa nha. Cái zoom này phải nói là nó rất là bé luôn chứ không phải nó bé bình thường. Nên là chỉ có chị nào cỡ 55 kg độ về cho em là mới vừa thôi. 1282 nè. Đó, cái ống nó dài nè. Rồi cái quần em may lưng cao là cao cho nên là nhìn ăn gian, cái chân dài ơi là dài vậy không? Ăn gian chiều cao cho mình nè. Đẹp vậy mà có 69.000 đồng thôi đó mấy chị, ai vừa là nên mua nha. Tăng hai size giúp em luôn. À, đầm đen đỏ vừa nha chị Mai Thi vừa. Cái đen đỏ này thì full size khỏi lo, em này full size chuẩn hàng luôn. Rồi tiếp tục bây giờ em sẽ qua mẫu khác nha. Lên cái này đi, sọc caro nha. Nãy giờ chưa mặc cái caro suông nè. Caro giãn suông chưa mặc. Em mặc là 1282 nha. Đầm zoom, zoom hoa xanh là 1282, sale có 69.000 đồng hả? Zoom hoa xanh là 1282, chị nào vừa thì em chốt luôn là 69k cho mình. Rẻ ơi là rẻ, không thể nào rẻ hơn được luôn đó mấy chị. 69 là ở ngoài cũng không ai bán đâu. Tại vì may này mà kêu 69 là không có lời đó. Không ai bán đâu. Em là em chấp nhận lỗ, em chỉ cần được tương tác thôi. Chị nào chia sẻ thì em chốt nha. Rồi lên đầm suông nè, đầm suông mới về đi, 1380. Caro suông mới về của nhà em, 1380 nha cả nhà, caro xanh. Đây, caro xanh hàng mới về, em đang sale cái này có 199 nè, 199.000 đồng nha. Zoom 82 cho chị Kim Chi nè, 69k, dưới 55 kg mới vừa nha chị, con bé. Rồi em này nè, em này thì em mới về đây, sale với giá tiền là 199. 199k mẫu của em, mã số là 1380. Caro nha, phong suông chữ A nè. Phong suông chữ A, dáng này là đẹp luôn, đơn giản dễ mặc, không không chiếc eo không túi, kiểu đơn giản. Em chốt 199.000 đồng luôn. Đây, đầm mới về. Đầm mới về cho các chị đây, full size từ 40 đến 65 kg nha. 1380 kèm số điện thoại cho em. Giá sale hôm nay chỉ có là 199.000 đồng thôi. Đẹp chưa? 1380. Em có hai màu nữa. Ô đen trắng nữa, mà ô đen trắng nãy lễ sai mất tiêu rồi. À vẫn còn nè. Trời ơi mới đếm kho hay gì trời, mới còn, vẫn còn, hôm qua hỏi thì hết rồi. Đây, caro đen trắng hôm nay sau khi một đêm ngủ dài em còn được 3 size nha. Vẫn còn một màu nữa nha các chị, hai màu lận. Mặc cho chị xem cái váy màu vàng cam, màu vàng cam, màu vàng cam. Cái này hả chị? Đây đúng không? Đúng cái này không? Đúng cái này thì ok giúp em chị Miko nha. Đây phải cái này không hay là cái nào? Mẫu này thì ok cho em để em giới thiệu cho mình ha. Đúng đúng thì ok cho em biết nha. Đầm tím ở sau hả? Tím sau em mặc rồi. Cái tím em mặc rồi chị yêu ơi. Ren tím này là 259. Còn có hai size à? Mới về đây mà lẽ size nữa rồi. Ren tím em còn có hai size là size L với size 2X thôi nha. Ren tím em còn hai size L với 2X. Nhắm chừng á là cỡ 50-65 thì các chị đặt hàng cho em. 259 giá vẫn vậy mà lẽ sai rồi. Chị nào bữa giờ hổm giờ chờ sale là em thông báo nó lẽ sai rồi đó nha. Giá nó vẫn vậy 259.000 đồng. Rồi không phải hả? Ủa không phải, thấy cái này. Cái này là vest cam nha. Hay là cái trên tường chị? Ở trên tường là vest cam chị nha. Ở trên tường là vest cam chị nha. Hay là cái nào ta? Trên tường là vest cam nha chị. Phải cái trên tường không? Cái này là vest màu cam. Rồi em chào chị Tha Phạm nha. Mẫu em đang mặc đây là sale với giá tiền là 199, hai màu cho các chị lựa chọn. Em có là caro ô đen trắng nữa. Đây, này là suông ha. Đầm suông ô đen trắng này là còn 3 size 60 kg độ về. Còn cái xanh của em thì còn được 4 size luôn nha. Caro ô xanh của em nè, cái ô nó to hơn á, họa tiết ô nó to hơn thì em còn được 4 size luôn, 40 tới 65 kg. À vậy là cái vest rồi, ok, phải đợi em xíu sau cái này đi. Sau cái này em sẽ mặc cho chị coi vest cam này mới. Cái vest cam này mới về. Đây là cái vest dài nhất trong tất cả các vest em đang có hàng. Mấy cái vest kia là có cái ngang gối, có cái trên gối luôn. Còn cái vest này là dài nhất ha. Rồi,
Giờ em đang mặc mẫu này là 199k nha, đầm suông. Đầm suông sale giá tiền là 199 nè. Đây kiểu đơn giản luôn ha, cổ cao. Cổ cao cho mấy chị nè, rồi tay là tay lỡ có xếp ly phòng ha. Chị Lâm Nghi chốt 1380 nè. Rồi còn chị nào nữa thì cứ thông tin lại cho em nha. Có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Rồi đây lên cái vest màu cam. Vét màu cam mới về của shop em 299 1397. Vét cam nha cả nhà. Đây cái này là dài nhất luôn á, cái bắp chân của em nè. Mấy cái vét kia nó lưng lửng ngắn ngắn không hà. Em này là nó dài bắp chân của em luôn. 1397 nha. Nhung tay lưới hả chị? Nhung tay lưới hôm nay còn 3 size nha, 40 tới 60 kg. Có size của mình trong đó không chị Vân Lê ơi? Em còn size 40 tới 60 á. 65 là thua nha, 65 là hết nha. Có 60 thì em có, 60 độ về. Rồi. Nếu mà có thì để em giới thiệu lại tại em mặc rồi, cái đó em có mặc rồi. Đây, tiếp theo là mẫu này. Mẫu này em đang sale là 299k vest màu cam, dáng xòe dài luôn. Đẹp không mấy chị, sang không? Đi chơi đi làm gì mà cũng xinh hết trơn á. Giá hôm nay sale có 299k thôi. 1397 nha, 1397 vé màu cam. Dáng dài thước tha cho các chị nè. Có một cái túi thiệt luôn ha. Vé cam của em đây, cái này nó tươi hơn cái cam đợt trước nha. Đợt trước em về là cái cam gạch cam đất thì này nó phải tươi hơn xíu. Em chào chị Mai Quỳnh nè. Chị Hồng Hảo chúc 13. Chúc 13 1 ủa. À cái mới mặc là 1380 chị ơi, 1380 nha. Mới mặc là 1380. Ai chưa có mẫu này đặt sớm để em chừa hàng chừa size cho các chị nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Một ba chín bảy các chị nha, mặc là 1397 nha. À vậy không vừa chị Vân Lê, cái nhung tay lưới thì không vừa, có nhung bẹt vai thì chị vừa ha. Nhung bẹt vai này em mặc mà có cái cài áo ở đây rồi cái tay bẹt vai á thì chị vừa, còn cái nhung tay lưới thì không vừa rồi. Nhung tay lưới có 60 kg độ về thôi em ơi. Chị 73 kg không vừa luôn chị Quang Trịnh ơi, tiếc quá. Cái mẫu này cái chất cô tông lạnh đó chị, em mặc nè nó không có co giãn, chất này nó không có co giãn nha cả nhà, thành ra là chị nào dưới 65 kg thì mới vừa ha. Có cái túi ở đây nè, dễ thương lắm. 299k mẫu này của em nha. 1397 kèm số điện thoại 1397. Ai chưa có đầm này đặt sớm cho em luôn. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nè. Em chào chị Quỳnh Phương nha. 1397 là vest màu cam, khóa đằng sau lưng. Đó, form xòe nhẹ nhàng xinh xắn như thế này đây. Có 299.000 đồng thôi, vest mới. Màu cam vest mới về 299. Mã số là 1397. Mã số là 1397 kèm số điện thoại cho em nha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ qua mẫu khác nè. Đặt trực tiếp ở trên line nha các chị nha. Chị nào mua trễ là hết á, hết hàng lẻ sai tiếc lắm á. Có mấy mẫu này lẻ sai rồi á. À, rồi bây giờ tiếp tục, giờ tới cái nào ta? À, hồi nãy giờ còn cái nào sale mà em chưa mặc không ta? Quên. À đây có cái đuôi cá này chưa mặc nè. Có cái đuôi cá này cũng sale có 150 nè các chị. Đây hàng sale còn nữa, chưa mặc hết. Rồi 1335 nha, mẫu đuôi cá này dài tới qua gối mềm xíu ha, phong đuôi cá chữ A nè. Em này cũng sale có 149 nè, đang dễ thương lắm. 149.000 đồng luôn, cũng còn full size nè, 1335. 1335 kèm số điện thoại cho em, 149.000 đồng. Chị nào nãy giờ có đặt hàng rồi hoặc là có ý định muốn mua thì nhớ chia sẻ nha. Để chúc em tắt like mà có chia sẻ thì em vẫn chốt đơn bình thường. Mình xem chế độ offline vẫn chốt. Còn chị nào mà lỡ chưa chia sẻ, tắt coi như là hết nha. Tắt là hết mấy chị nha. Là phải đợi like tiếp theo shop. Mà có mấy mẫu như kia hàng lẻ size tiếp theo là nó hết mất tiêu rồi. Rồi giờ mẫu này của em đi. Em này mã số là 1335. 1335 đuôi cá hoa to nè, đuôi cá chữ A nha. Hôm nay sale cũng có 149k thôi, full size. 1335 em có full size các chị nha, 40 tới 65 kg vừa nè.
Hàng mới luôn. L dưới 82 cho em là vừa nha, 1335. L dưới 82 cho em nha, 149.000 đồng, 149k, mã số sản phẩm kèm số điện thoại, em sale 149 thôi. Áp dụng trực tiếp ở trên line này. Chị nào mua trên line này thì em chốt là 149, line khác thì có thể là 200 mấy, 250, 290, nói chung tùy line nha. Line này là 149 nè, rẻ không? 1335 cho em nha, đuôi cá chữ A. Ở phía dưới em có ráp đuôi cá cho mình nè. Đó, khóa đằng sau lưng. Em này 2 túi luôn. 1335 có 2 túi, sale còn 149. Chị Hạnh Nguyên chúc 1335 nè. À, eo 80, rồi size 2XL cho em nha. Mẫu này eo dưới 82 thôi. Cái đầm của em á, em thấy nó hơi ôm nên là em trừ hao, khách cỡ tầm eo 82 đổ về cho em là sẽ vừa nha. Có những mẫu thật sự là nhiều khi mình thích nhưng mà nó không có size thì cũng không có được, nên là các chị nhớ chọn mẫu là mẫu mình thích nhưng mà cũng phải có cái size vừa thì mới chốt đơn được nha. Như đầm này em sale có 100 mà 149 là 7 lụa. Đuôi cá lụa nha chị, em mặc là đuôi cá lụa 149k. Đây cận cảnh hoa mấy chị xem nè. Đó, dễ thương lắm. Ôm em xong rồi xài chữ A phía dưới các chị nha. Rất là xinh luôn, 149.000 đồng nha. 1335 kèm số điện thoại cho em. 1335 kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Sale 149k. Ai chưa có mình đặt sớm để em chừa hàng chừa size giảm giá nha. 1335 em mặc là chất lụa chị Năm Nguyễn nha. Hôm nay sale chỉ có 149k thôi hà. Ai chưa có cứ đặt sớm giúp em luôn, xíu nữa có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. 1335 kèm số điện thoại giúp em. Rồi bây giờ em chuyển sang mẫu khác. Đây, em mới về thêm một cái vest caro nữa, form ngắn nha. Nếu các chị thích form ngắn thì shop mới về thêm một em vest caro nè, form vừa tầm ngang gối thôi. Đây. Ui dạ. Rồi mới về một em vest có co giãn cho các chị mình luôn. Vest này là poly hai da có co giãn 1376. Rồi đây. 1376 nha các chị nha, poly hai da nè. Màu này nó là dạng vest mà màu trắng đen á, kết hợp cái da nó thành màu xám á chị ha. 35 cho chị Phương Nhung nè. Mẫu em vừa mặc xong là full size á chị Thanh Hiền ơi. Dưới 65 eo dưới 82 cho em là vừa nha. Rồi còn cái này là full size luôn nè, mà mẫu này là còn có co giãn nữa cơ. Mẫu mà cổ vest xám của em đây á, 1376 á. Mẫu em đang mặc là nó có thể tăng được thêm. Đây mấy chị coi nè, cái chất của nó nè. Đó, tăng được thêm là 65-67 ký mặt cũng được nha. Rồi, vest caro màu xám ha. 1376 đang sale 199k. 1376 nha cả nhà, 199.000 đồng thôi. Một em cổ vest caro mới về, màu dễ thương không? Đây hàng mới với chị nha, chất này có co giãn nè. Chị nào thích co giãn chọn này cho em ha. 35 vừa mặc qua xong luôn chị. Ở đâu rồi ta? Mới móc xong, đây nè. 35 vừa mặc ra xong luôn, trước cái caro của em luôn. Đây, em cầm cho chị coi nha. 1335 là đuôi cá hoa to, 7 lụa. 1335 là đuôi cá hoa to, 7 lụa chị Lan Nguyễn nha. Giá sale là 150, sẽ có hiệu lực ở trong like. Khi nào em tắt like sẽ không tính nữa. Chị nào chia sẻ like rồi á, đặt bây giờ thì em chốt 150 nè. Còn chút em tắt nó về 300, không chia sẻ cũng sẽ là 300k cho em nha. Lưu ý là cái giá nó sẽ có khác nhau á, chứ không phải lúc nào cũng sale đâu. Rồi 1335, 150, giá có hiệu lực ở trong like nha. Còn em đang mặc đây á thì 199k cũng có hiệu lực ở trong line thôi, chứ tắt thì nó cũng là 300 rồi. Vest caro xám, chất poly hai da co giãn luôn, 199.000 đồng, chốt chị Thiện Trang nè. Mẫu của em là poly hai da co giãn nha các chị, 1335. À quên, 1376, vì liệu em mặc là 1376 các chị nha. 1376 vest nè, sale có 199.000 đồng thôi, có một cái túi thiệt ở đây luôn. Trời, túi sâu nha, đựng điện thoại vô tư các kiểu luôn. Giá tiền là 199k cho em nha. Chị nào lấy thì lên đơn sớm ạ. Cho chị Nguyễn Thúy nè. 1335 cho chị Hà Đặng. À cái này nha, 35 là cái này nha, coi chừng nhầm á. 35 lẻ mặt rồi, giờ tới cái này là 1376 ha. Đầm này là gọi là cổ vest màu xám. Cổ vest màu xám sale
199.000 đồng luôn. Size đầy đủ full size 40-65kg. Đó, mặc cái đầm 199 hết hồn luôn. Này, ở ngoài bán 5-700 là bình thường, cái chị cầm thử cái vải biết liền hà. Xịn sò cho mình, coi giãn tốt, mặc thoải mái luôn, dày dặn luôn. Em bán có 199k ha, là thành phẩm đầm luôn rồi á. Khi nào là giao tới nơi, cái chị chỉ cần trả cái tiền đầm cộng thêm cái phí ship nếu có. Thành phố ship 20k tất cả các tỉnh luôn. Còn ở dưới tỉnh là 30k tất cả các tỉnh thành. Còn thành phố là 20k các chị yêu nha. Rồi, thơm. À, chị Liên Hoàng ở Hà Nội. Hà Nội em ship từ 2 đến 5 hôm là chị sẽ nhận được hàng nha. 60kg 1m55. Rồi ok, số đo này cỡ tầm size 2X của nhà em nè. Rồi ok chị Liên Hoàng, hồi nãy giờ mình đặt có cái mã số chưa ha? Em mặc nhiều mẫu lắm nên là chị thích cái đầm nào á, đặt cho em cái mã số nè. Đó, rồi cái số điện thoại vô cho em. Một chút nữa sẽ có nhân viên gọi lại tư vấn. Lúc đó em sẽ xin cho là thông tin các chị bây giờ chuẩn bị sẵn giúp em là cái số ký nè, nhiều ký nè, chiều cao nhiều nè. Rồi luôn có thước dây ở nhà thì các chị đo luôn cho em cái số đo 3 vòng là càng tốt luôn, để chọn được cái size nào cho nó sát nhất các chị nha. Đầm này thì em sale có 199 nè. Em này coi dễ không có sợ chật nè. Đây, đăng được thêm 2-3 ký nữa luôn. 6-7 số 8 ký độ về thì các chị cứ đặt hàng cho em nha. Rồi đây là 1376 các chị ơi, 1376 kèm số điện thoại cho em. Giá sale là 199.000 đồng. Ai chưa có đầm này đặt sớm để em chừa hàng chừa sai nha. Đằng sau là khóa kéo chị đây. Em chưa kéo hết nè. Nhiều khi em làm biến em không có kéo hết. Đó, kéo ở phía trên nữa cơ, em chưa kéo hết đó. 1376 nha, khóa kéo đằng sau lưng. Hôm nay sale giảm giá còn 199 nè. 76 cho chị bé Sù nè, 1376 cho chị Huyền Võ nè. Rồi ok, ai chưa có đầm này thì cứ đặt hàng cho em nha, để em chừa hàng chừa size giảm giá. Vết cam hả chị? Đây nè, vết cam em mặc rồi luôn. Em mặc rồi, em giao đây nè. Có đầm gì chị bé Loan ơi? Có đầm cởi là đầm gì ta? Có đầm gì em đọc, em không có đọc ra, em chưa có đọc ra cái comment của mình. Chị vừa nhận hàng rồi, vừa vặn đẹp, cảm ơn shop. Em cảm ơn chị Hòa Lê ủng hộ shop nè, vừa là em vui lắm rồi nha. Đó, hôm sau ví dụ như có ai hỏi mua đồ ở đâu nhớ giới thiệu cho shop em nha. Mua shop này nè, Facebook này nè, có tích xanh nha các chị. Trên trang của shop hiện tại là xin shop đã có tích xanh rồi các chị nha. Trời ơi, khó khăn lắm mới lên được tích xanh đó mấy chị. Nhưng mấy chị thấy mà mua shop nhà em mà không yên tâm nữa thì thôi ha, shop chính thức nha, có tích xanh đàng hoàng luôn, uy tín cụ thể cho các chị luôn. Rồi ai hỏi mua ở đâu nhớ giới thiệu qua bên này nha. Đây, cái cam cà rốt để em mặc rồi nha, màu cam em mặc rồi, sale 299k, vest cam nó dài hơn cái của em. Nếu có chị thích vest dài thì chọn cái màu cam cho em, nó dài hơn cái em đang mặc luôn nha. Em mặc nó mới có ngang gối phải không? Cái vest cam này là qua gối luôn nha, em mặc rồi. 1397 là vest cam, sale còn 299. Đây, bây giờ hiện tại cái bài like này em sẽ lưu lại nha cả nhà. Những chị nào mà vô trễ mình phải xem lại giúp em. Nếu như mà các chị có chia sẻ like rồi á thì em lưu lại các chị xem chế độ offline, mình vẫn chốt đơn được giá trị. Còn chị nào mà chưa có chia sẻ nãy giờ coi không hạt chứ không có chia sẻ cho em được nào hết thì coi như là đơn